sáng. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ như Pháp thành kính lãnh lễ Trung Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566, môn học tương ưng mở Samyutta Nikaya, bài 4, vượt thời gian, không gian, kinh Arunavatti, Arunavatti xuất tăng, chương 6, tương ưng phạm thiên, phẩm thứ hai. Do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình, và sẽ đạo tràng chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hai Giá, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bích Hai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ thần chúng. Vào giờ này vẫn chưa thấy Thượng Tọa Giảng Sư vào rung. Hôm nay có cái sự quán đổi, vì Hòa Thượng Giác Đẳng còn đang bận công việc, nên nghe nói rằng hôm nay Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ giảng, nhưng vẫn chưa thấy. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn nhập và đọc bài trước. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, có một bài kệ mà thời xưa, là vị Phật trong quá khứ gọi là Phật Xí Khi, vị đệ tử của vị Phật ấy là A Phi Phu. Đã đọc lên bài kệ đó trong cái cảnh giới phạm thiên, và sau này đến thời kỳ Đức Phật Gautama của chúng ta, bài kệ ấy cũng được đọc bởi vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn đọc lên. Hai bài kệ này nó có giá trị vượt thời gian và không gian. Cái gì là chân lý thì nó vẫn muôn đời là chân lý, không có đổi khác được. Cái giá trị là ở chỗ đó. Với bài kệ này ý nghĩa sâu xa như thế nào, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Và bây giờ thì xin mời cô tư nữ Như Pháp đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy. Sau đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cô Hoàng Hiệp cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc bài trước. Bài học hôm nay tương ưng bộ Samyutta Nikaya bài 4 vượt thời gian không gian kinh Arunapati. Arunapati Suttam chương 6 tương ưng phạm thiên phạm thứ hai. Không gian và thời gian là những chiều kích bao la không cùng trong thế gian, trong thế giới nhận thức. Khó tưởng tượng được những thức có thể vang xa và giá trị tồn tại vượt thời gian. Bài kinh này ghi lại một kệ ngôn đã từng vang dội 1000 thế giới và được nhắc bởi hai vị chánh đẳng giác. Chánh đẳng chánh giác ra đời cách nhau 31 đại kiếp trái đất. Có thể trên phương tiện ngôn từ thì 8 câu kệ không phải khó hiểu. Thế nhưng ý nghĩa chân thật của sự phát tâm dũng mãnh hành trì lời Phật dạy, vượt thoát tử sanh không phải là điều chỉ suy tư mà thấu đạt. Đó là hành trình từ bờ mê sang bến giác, từ khổ đau đến hạnh phúc tối thượng. Đó là thứ chiều kích không thể đo đạt bằng thời gian hay không gian. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn trú ở Sawatthi. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ khu: Hỡi chư tỳ khu, dạ bạch Thế Tôn. Các tỳ khu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ khu, thở xưa có vị vua tên Arunakwa, kinh đô của vị này có tên Arunawati. Arunawati, Đức Thế Tôn Sĩ Khi bậc ứng cúng chánh biến tri trú với sự hộ độ từ Arunawati. Đức Thế Tôn Sĩ Khi có hai vị thượng thủ thinh văn là Aphipu và Samphawa. Rồi Đức Thế Tôn Sĩ Khi gọi tỳ khu Aphipu: Aphipu, này phạm chí, chúng ta hãy đi đến cõi phạm thiên trong thời gian trước khi thọ thực. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Aphipu trả lời. Rồi Đức Thế Tôn Sikhi và tỳ khu Aphipu biến mất ở kinh đô Anuragati, hiện ra ở cõi phạm thiên. Cõi phạm thiên nhân như sự co duỗi cánh tay của người luyện thể hình. Rồi này các tỳ khu, Thế Tôn Sĩ Khí bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác bảo tỳ khu Aphipu: Đức Thế Tôn Sĩ Khí bậc ứng cúng chánh biên tri nói với tỳ khu Aphipu: Này phạm chí, hãy thuyết pháp cho vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ khu Aphipu vâng theo lời dạy Thế Tôn Sĩ Khi bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuyết pháp cho hai vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên, khiến cho họ được khích lệ, phấn khởi, hoan hỷ. Nhưng rồi vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên lại thấy bất ổn, không đồng tình, nên tiếng rằng: Thật khó tin, thật kỳ lạ khi một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc đạo sư. Rồi này các tỳ khu, Thế Tôn Sĩ Khi bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác bảo tỳ khu Aphipu: Này phạm chí,
vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên thấy bất ổn, không đồng tình nên tiếng rằng thật khó tin, thật kỳ lạ khi một đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc đạo sư, hãy khiến cho họ chấn động tâm tư hơn nữa. Thưa văn bạch Thế Tôn, Tỳ khu A Phi Phu vân theo lời dạy Thế Tôn Si Khi bậc A La Hán chánh đẳng giác thuyết pháp cho vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên cùng lúc biến hiện tàn hình toàn thân, rồi tàn hình nửa thân dưới, sau đó tàn hình nửa thân trên. Vị đại phạm thiên, các phạm phụ thiên và phạm chúng thiên hấn kích cực độ thốt lên lời: thật là hy hữu, thật là kỳ diệu đại thần lực và đại uy lực của vị sa môn. Rồi Tỳ khu A Phi Phu bạch Thế Tôn Si Khi, bậc ứng cúng chánh đẳng giác, bạch Thế Tôn, con tùng xác nhận điều này giữa tăng chúng. Dạ, con xin đọc lại câu này. Bạch Đức Thế, bạch Thế Tôn, con từng xác nhận điều này giữa tăng chúng. Đứng ở cõi phạm thiên, con có thể khiến cho 1.000 thế giới nghe được tiếng của con. Này Phạm Chí, nay là lúc thích hợp cho việc ấy. Này Phạm Chí, nay là lúc thích hợp cho việc ấy. Này Phạm Chí, hãy đứng ở cõi phạm thiên và khiến cho 1.000 thế giới nghe được tiếng của thầy. Thưa văn bạch Thế Tôn, Tỳ khu A Phi Phu vâng theo lời dạy Thế Tôn Si Khi, bậc A La Hán chánh đẳng giác đứng ở cõi phạm thiên nói lên lời, nói lên kệ ngôn này: hãy đứng dậy nhập cuộc, chuyên trì lời Phật dạy, đánh bại chúng ma quân như voi phá trời lạ. Ai nỗ lực tinh cần trong pháp và luật này, chấm dứt dòng sanh tử, đoạn tận mọi khổ đau. Nay chư Tỳ khu Đức Thế Tôn Si Khi và Tỳ khu A Phi Phu, sau khi làm chấn động tâm tư vị đại phạm thiên và các phạm phụ thiên, phạm chúng thiên biến mất tại cõi phạm thiên và hiện ra ở Arunavati nhanh như co duỗi cánh tay của người luyện thể hình. Rồi Đức Thế Tôn Si Khi bậc ứng cúng chánh đẳng giác gọi các vị Tỳ khu: này các Tỳ khu, các thầy có nghe kệ ngôn do Tỳ khu A Phi Phu nói lên từ cõi phạm thiên? Này các Tỳ kheo, các ông có nghe bài kệ do Tỳ kheo A Phi Phu đứng tại phạm thiên giới nói lên không? Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe. Này các Tỳ kheo, các thầy đã nghe gì? Bạch Thế Tôn, chúng con nghe kệ ngôn do Tỳ khu A Phi Phu đứng tại cõi phạm thiên nói lên như sau: hãy đứng dậy nhập cuộc, chuyên trì lời Phật dạy, đánh bại chủng ma quân như voi phá trời lã. Ai nỗ lực tinh cần trong pháp và luật này, chấm dứt dòng sanh tử, đoạn tận mọi khổ đau. Như vậy là kệ ngôn chúng con đã được nghe. Lành thai, lành thai. Như vậy là các thầy đã nghe được kệ ngôn do Tỳ khu A Phi Phu nói lên từ cõi phạm thiên. Đến đây kết thúc phần kể lại giai thoại xưa của Đức Phật Gotama. Đức Thế Tôn dạy như vậy, chư Tỳ khu hoan hỷ tính thọ. Thích văn: Arampatha Nikkamattha, hãy đứng dậy nhập cuộc. Yunchatha Buddhasa Sarne, nỗ lực hành trì lời dạy của đấng giác ngộ. Thunatha Machuno Se Năng, đánh bại ma quân của thần chết. Nala gà rằng quát Kun cha rô, như mảnh tượng phá trời lạ. Yo imagine tham ma quyết na ye up ma mát tờ
Vihasati, ai tin cần trong pháp và luật này? Bahaya cha ti sang sa rằng chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Dukkha san tăng karisati ti, đoạn tận tất cả khổ đau. Thích nghĩa: Đức Phật Xí Khi là vị Phật thứ hai trong số 7 vị thất Phật và vị thứ 23 trong số 28 vị chánh biến tri. Ngài ra đời cách Đức Phật của chúng ta 31 đại kiếp. Trong một hệ thống thế giới các cõi dục, trong một hệ thống thế giới các cõi dục giới, kể cả quả đất hành thình, hành thành và hủy diệt nhiều lần trong lúc các cõi sắc giới từ Quan Âm Thiên trở lên thì không như vậy. Do vậy, tính về chư Phật quá khứ và tính những vị cùng trong một hệ thống thế giới có thể khác quả đất. Trái đất hiện tại trước sau có 5 vị Phật ra đời, một con số nhiều, trong lúc đó có những kiếp trái đất không có Phật ra đời. Trong tăng chi bộ, Ani 227-28, tôn giả Aphipu được đề cập là thị giả của Đức Phật Xí Khi. Trong lúc bài kinh này thì nói là một trong hai vị thượng thủ thinh văn. Rất có thể bây giờ tôn giả Aphipu đang là thị giả tạm thời. Theo sớ giải thì tôn giả Aphipu chọn kệ ngôn để phát âm thanh vang xa trong 1000 thế giới với sự lựa chọn nội dung về tinh cần dũng mạnh Vidya Batit Amjutta với ý nghĩ là đây là đề tài mà cả chư thiên và nhân loại đều hoan hỷ. Một số bản dịch chuyển ngữ câu Rama Charam Mabarisa Charam Mabarisa Cha Cha Uchayanti Khiyanti Vibhajanti là sự bực tức, khó chịu, than phiền. Ở đây dịch là vị đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên thấy bất ổn, không đồng tình lên tiếng. Vì theo thắng pháp, chư vị phạm thiên không có tâm sân. Trong tập trưởng lão tăng kệ Thê Ra Gá 147 cũng đề cập đến vị đệ tử Phật Gautama có tên Aphiputta cũng có nói kệ ngôn tương tự. Bản dịch do Hòa Thượng Giác Đẳng và biên soạn giáo trình. Dạ, xin phép thượng tọa Pháp Đăng vào chưa? Dạ, dạ con thấy có thượng tọa Pháp Đăng vào rồi. Dạ con kính tri ân sư. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê rằng cảnh na nghiệp bướng về lặng gánh đo toan. Ít khi tâm trí rảnh ràng à, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên nga, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo hoa, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành a, ngưỡng cầu thẩm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy rộng bài học ngày hôm nay, và con kính nhân mít đến sư. Alo.
Sa thú, cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạc Thầy Giá, Nam Khai Giá, và con Pháp Đăng Kinh với Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Thời Siêu, Hòa Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, thì Đức Tuệ Đức cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Một cái bài kinh để cái từ là vượt thời gian không gian. Aruna Wapi Sư Tăng, thì cái chương 6 này là chương tương ưng phẩm thiên. Đây là phẩm thứ hai trong kinh tương ưng. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, thật sự đó thì chúng ta biết rằng cái sự tái sanh của chúng ta đó rất là bao la. Và trong những cái cảnh giới tái sanh đó, là thường được khi mà ai có hỏi thì Đức Phật Ngài trả lời. Thí dụ như hỏi rằng ai sẽ là loài người, Đức Phật Ngài trả lời là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Về hận sân thiêu đốt tâm lành, đạo tặc là thường tạo tác hào khánh hại người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo mà chúng ta học trong A Di Đà đó, thì cái phần sắc á, thì chúng ta có sắc nam tính, sắc nữ tính. Và cái sắc nam tính là chỉ cho cái trạng thái của nam giới, các loài giống đực, luôn cả các loài thú. Nữ giới hay là tượng trưng cho phái nữ, hay là những loài nữ tính, hay là những loài cái. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng, cũng như Đức Phật Ngài gặp vị Bà La Môn đó kêu Ngài bằng con. Và khi mà Ngài kể lại đó, thì hai cái người đó liên tục như vậy là 1.500 kiếp mà làm mẹ của Ngài, làm bà, làm dì, làm cô. Và Nam Bà La Môn đó là liên tục 500 kiếp làm cha, làm cậu, làm ông. Và Ngài kể liên tục 500 kiếp như vậy là hai, cả nam Bà La Môn, nữ Bà La Môn đó có 1.500 kiếp, hai người là 3.000 kiếp. Đức Phật Ngài nói những người đó từng làm quyến thuộc. Như vậy thì giống như bây giờ hiện tại, kiếp hiện tại chúng ta sanh ra một kiếp làm người. Chúng ta có ông bà, có ông bà nội, ông bà ngoại, rồi có cha, có mẹ, có cậu, có cô, có dì, có dượng, có thím, có chú, có bác. Trong một kiếp này thôi chúng ta đã nhận rất là nhiều những người mà chúng ta có liên hệ đến huyết thống, liên hệ đến bà con, liên hệ đến dòng họ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một kiếp đó, chúng ta sanh ra là như vậy, thì chúng ta thấy trong cái phẩm tương ưng, bộ kinh mà Đức Phật gọi là tương ưng luôn, thì Ngài cho biết rằng nếu mà chúng ta đắc đạo quả tu đồ quần, cái số sự luân hồi của chúng ta còn ít như là cái số cát ở trong cái lòng bàn tay. Và cái số cát mà chúng ta từ bỏ đó, số cát mà đếm theo cái kiếp luân hồi của chúng ta đó, như là số cát ở trong sông Hằng trôi ra biển cả. Thì chúng ta biết rằng những người ta múc cát á, người ta múc cát và xây nhà xây cửa như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng cái số cát đó nó nhiều như vậy đó. Nên nhiều khi á, chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi nó quá dài đối với chúng ta. Bởi vì thường thường á, luôn cả bây giờ có ai đó mà hỏi chúng ta đó, ai là người cha đầu tiên, ai là người mẹ đầu tiên, thì dù đẳng giác á, Ngài cũng không nói. Không nói vì ở trong cái sự vô lượng luân hồi đó, nó quá vô lượng như vậy. Và những cái lời đó đó, dù Đức Phật Ngài có nói ra thì cũng chẳng lợi ích gì cho chúng ta. Vì Ngài cho biết rằng cái sự sanh tử luân hồi rất dài, rất dài. Từ cái địa cầu đến. Thì chúng cũng như bài hôm nay, và học hôm nay chúng ta nói về các vị Phật và các vị đệ tử của Đức Phật, cũng như Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, cái sự bao la của vũ trụ này, cái sự bao la của thế giới, mà thường ở trong kinh Đức Phật Ngài nhắc đến lục đại duyên khởi, ở chỗ nào có đất nước lửa gió, có thức và có hư không. Có thức là có chúng sanh đó. Thường đất nước lửa gió đó thuộc về mà chúng ta thường học trong vi diệu pháp gọi là sắc đại hiển,
sắc đại hiển sanh ra sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh thì chúng ta thấy có sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc trạng thái, sắc biểu tri, sắc tính, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì từ đất, nước, lửa, gió đó mà chúng sanh được hình thành, hình thành cái nghĩa là bằng sắc á, sắc. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái vật thực mà chúng ta ăn đó cũng từ đất, đất, những cây cối mọc lên, rồi là bò thì nó ăn cỏ, là dê nó ăn cỏ, là cừu nó ăn cỏ, rồi những loài khác đó thì ăn những cái loài ăn động vật đó, thì ăn lại những cái loài ăn thực vật, và con người đó thì động vật hay thực vật chúng ta cũng ăn hết. Chúng ta biết rằng những loài cá nhỏ đó nó ăn những cái rong rêu, những cái tảo, những loài cá lớn ăn lại những loài cá nhỏ, và những cái loài cá lớn đó người ta ăn lại, người ta ăn lại, người ta câu bắt này kia nọ ta ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phần đất nước lửa gió đó là muốn nói lên đó, nó tạo thành. Thường thường chúng ta thấy sắc tứ đại đó là đất nước lửa gió, sắc y là sinh đó thì có sắc thần kinh. Thì chúng ta biết rằng khi mà mẹ và cha chúng ta ăn vật thực đó thì sinh ra tinh trùng của người nam tính và sinh ra noãn bào của người nữ tính. Những cái loại này đó nó từ là sắc, chúng ta từ gọi chung là vật thực đó quý vị. Bởi chúng ta thấy sắc thần kinh là sắc ý vật vật thực, mạng quyền hư không. Sắc sắc vật thực á, là muốn nói đến cái vật thực mà chúng ta ăn uống, cái đó nó thuần về những cái dưỡng tố, những cái vi lượng. Ví dụ chúng ta ăn uống thuốc bổ đồ thì làm từ những cái chất đặc biệt trở thành những cái chất mà nó có thể chúng ta dùng ít mà nó có thể nuôi dưỡng cái thân này. Thì cũng giống như một chúng ta tính cái lượng vật thực á, hay là chúng ta ăn gọi là ăn lương khô đó, cô cho những ta họ lên trên vũ trụ đó họ ăn rất là ít, rất ít, nhưng mà cái loại vật thực đó, đó cái dinh dưỡng nó đầy đủ cho họ sống. Họ không phải ăn cơm từ tô này qua tô kia hay là cháo từ tô này qua tô nọ, nhưng mà họ ăn một lượng vật thực rất là ít nhưng mà đủ khả năng để nuôi nuôi. Điều này chúng ta có thể hiểu giống như một cái tàu sân bay nguyên tử đó, thay vì cái tàu sân bay mà chạy dầu diesel đó thì nó đem hàng trăm triệu tấn như vậy đó, nó mới chạy được một cái đoạn đường. Mà chúng ta hay nghe cái tàu Liêu Ninh của Trung Quốc đó, cái lượng dầu mà nó mang theo để nó đi ở trên biển suốt mấy tháng như vậy đó thì rất là nhiều cái loại dầu, nhiều dầu. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta hiểu một cái thanh nhiên liệu nguyên tử đó nó có thể đi ở ngoài biển với những cái tàu sân bay đó mấy chục năm trời, cái thanh nhiên liệu đó nó có thể là những cái vật chất đó, rất là đặc biệt, nó được luyện từ cái lò nguyên tử lấy ra những cái chất mà đặc biệt để tạo thành những cái vũ khí hay là những cái năng lượng đẩy những cái chiến hạm tàu sân bay. Như vậy thì cái tàu sân bay đó chúng ta thấy rất nó lớn, rất là bề ngang bề dài như vậy, cả bằng một hai cái sân băng sân bóng như vậy, nhưng mà nó được tiêu thụ bằng cái thanh nhiên không lớn, chỉ bằng cái cổ chân chúng ta dài như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng đối với Đức Phật đó, thì cái sắc tứ đại đó là đất nước lửa gió, thì tất cả những gì cứng hay mềm chúng ta gọi là đất. Nước là những gì chảy ra hay quến lại chúng ta gọi là nước. Gió là cái gì căng phòng lay động á, từ trong thân chúng ta, từ bên ngoài, những cái gì lay động á, chúng ta gọi chung là phong đại. Rồi những cái gì nóng lạnh á, chúng ta gọi là quả đại. Lửa nó có hai loại lửa, lửa nóng và lửa lạnh. Như vậy á, từ cái sắc tứ đại đó, chúng ta thấy từ cái nhiệt lượng thái dương nó tạo thành những cái nhiệt lượng trao đổi chất cho những cái lá cây. Và những cái lá cây nó tăng trưởng lên, nó nhờ hấp thu được những cái ánh sáng. Nên nhiều khi chúng ta thấy những cái khu rừng già đó, những cái tán cây thấp đó, nó thường là hấp thu cái lá rất ít. Và cái sự tăng trưởng của cái rừng rậm đó, mà cái tầng thấp đó, nó bị hạn chế. Và chúng ta cũng nghe các nhà khoa học nói rằng đó, mỗi lần mà sấm sét vô triệu tấn kali tấn xuống tán những cái chất này, nên hồi xưa chúng tôi
có nghe một cái vị đó, đó nghiên cứu học đó, vị đó nói rằng một lần mà mưa sấm sét như vậy đó, hàng triệu triệu tấn phân đạm ure đó nó xa xuống, nên nhiều khi mình thấy những cái vùng đất hay là những cái cây cối nó nọc treo leo, nằm treo leo ở trên những cái vách đá, nhưng mà nó vẫn tốt mà, và chúng ta không hiểu rằng nó đã hút những cái dưỡng tố qua, xuyên qua những cái lá và nó hấp thu. Cũng giống như vậy, chúng ta thấy một cái cây mà khi mà chúng ta chặt hết lá đó thì cái cây đó, đó nó sẽ chết, nhưng mà cái cây nó có lá đó, nó sẽ hấp thu. Cũng như con người vậy, chúng ta ăn uống vật thực đó, chúng ta phơi nắng đó, thì da chúng ta đó nó tiếp xúc với cái ánh nắng và nó tạo ra cái chất nổi chất để chúng ta ở vùng mà chúng ta thấy mặt trời ít đó, thì họ đa số họ phải bị những cái chứng bệnh thấp khớp vì họ thiếu cái năng lượng năng lượng ánh sáng. Nên thường thường Đức Phật gọi là đất nước lửa gió và thức và hư không, đó là lục đại duyên khởi. Chỗ nào mà có sáu thứ này đó là có chúng sanh sanh khởi. Nên bình thường những cái tủ nhân loại sinh sống, nhưng mà ở đó chúng ta cũng đừng nên nói rằng không có những chúng sanh quá sanh. Điều đó chúng ta không nên nói vì chúng ta không có thể biết được. Đối với những loại thai sanh thì Đức Phật này nói như vậy, nhưng mà đối với những loại quá sanh đó, thì nó lại khác. Chúng ta thấy chư thiên đó, họ trọt, không phải họ hưởng thụ những vật thực do cái phước của họ và do tâm họ muốn cái vật thực gì nó hiện ra vật thực đó. Như vậy đó, thật sự đó là chứng rằng đất bằng vàng bằng ly không thể nào có những cái cây ở trên vàng bạc hay lưu ly. Những cái cây cối nó chỉ mọc lên trên đất và nó bám vào động đất mà nó lớn. Còn những cái thành phố chư thiên, những cái loại châu báu được trang sức được như vậy đó, thì cái chúng sanh đó họ hưởng cái phước vật thực đó, không phải lao lực như chúng ta, không bị trồng trọt như chúng ta. Nên nơi đây chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật thì Ngài nói cho chúng ta hiểu để chúng ta có một cái tầm nhìn, và chúng ta cũng thấy được cái sự luân hồi của chúng ta nó quá thật là bao la. Và có nhiều khi đó chúng ta học cho đến nơi đến chốn, chúng ta cũng không phải sợ người ta nói về tận thế quý vị. Có nhiều khi chúng ta rất là sợ tận thế, nhưng mà thật sự một người học Phật Pháp rồi đó, họ không có thấy tận thế là cái gì hết, và cái tận thế cũng chẳng là cái gì. Tại sao vậy? Vì thường thường mình chết đi sanh lại, sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia, bởi vì cái quả địa cầu này nó không đủ lục đại duyên khởi đó, thì chúng ta sẽ sanh qua cái địa cầu khác. Bởi vì thường thường chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta nói để quý vị thấy, cũng như vị đại Phạm Thiên đó hiện ra ở cái cõi Phạm Thiên đầu tiên, vị này có cái tuổi thọ bằng một kiếp trái đất. Nhưng mà khi vị đại Phạm Thiên nó hiện ra trước và chung sắc hào quang, tuổi thọ cái gì cũng thù thắng hơn, thì vị đó mới ước có chúng sanh xuất hiện ở đây ở với ta. Thì lúc bấy giờ có một vị Phạm Thiên nó hiện ra, vị này là quá sanh chứ không phải thai sanh. Vị này sanh ra với cái dung sắc thù thắng, nhưng mà vị đó nó biết được cái tâm của vị đại Phạm Thiên muốn có mình mà có mình, nên vị đó là cha ta là con của vị đó. Vị đại Phạm Thiên cũng nghĩ rằng do ta ước mà có chúng sanh này, nên ta là cha của chúng sanh này. Chúng sanh này do ta sanh ra, do ý hóa thành. Nên thường thường quý vị học trong kinh, quý vị nghe cái câu mà do ý hóa thành đó, có nghĩa là do cái vị đại Phạm Thiên đó, vị đó muốn và vị Phạm Chúng Thiên sanh ra. Vị Phạm Chúng Thiên sanh sao nhưng mà chết sớm quý vị. Vị này có cái tuổi thọ bằng một phần ba kiếp trái đất. Vị đại Phạm Thiên sống bằng một kiếp trái đất. Vị Phạm Phụ Thiên đó là quan cõi Phạm Thiên đó, sống bằng nửa kiếp trái đất. Phạm Chúng Thiên thì sống bằng một phần ba kiếp trái đất. Như vậy thì giống như bị cõi những loại này đó, mình người cha và người mẹ đó, do nõn bào và tính trùng nghiệp mà thức và thời kỳ của người phụ nữ thụ thai, chúng ta nói đây là con của chúng ta. Thì cũng như bị đại Phạm Thiên đó sanh mà chúng Phạm Thiên đó, Phạm Chúng Thiên có mặt đó, thì bị đại Phạm Thiên khởi lên cái sự ước muốn và có mặt ở vị đó. Như vậy đó thì vị đó quá sanh ra đó, vị đó quá sanh do cái năng lực sự hành trì sơ thiền của vị đó, do cái tâm quả sơ thiền sanh lên ba cõi sơ thiền gồm có Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Cái tuổi thọ có sự khác biệt do tính tấn nhìn định tuệ, do dục cần tâm phẩm, bốn cái thần túc
hoặc là năm lực mà có sự khác biệt này. Thì điều này được chúng ta thấy như Đức Phật nói về Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác, Phật tinh văn giác, tinh văn thượng thủ, tinh văn thường, được Đức Phật phân biệt như vậy. Tại vì sao? Tại vì do cái năng lực của vị chánh đẳng chánh giác, và do cái năng lực của vị độc giác, do cái năng lực của vị tinh văn giác, do cái năng lực tu tập của vị tinh văn thượng thủ, như là Ngài Mục Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái sự thuyết giảng của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng thấy tận thế cũng chẳng có là cái gì. Bởi vì tận thế chẳng qua mình chết, mình tái sanh kiếp khác thôi. Kiếp này là thai sanh, là sanh vào dạ con. Kiếp này là noãn sanh, sanh vào trong trứng. Kiếp này là quá sanh, sanh làm những loại ngã quỷ, địa ngục, phạm thiên, chư thiên, những chúng sanh, súc sanh. Thì chúng ta biết rằng có những loại đó sanh ra đó bằng quá sanh, như là chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh là ngạ quỷ, chúng sanh là Atula, chúng sanh là chư thiên, phạm thiên, đều là quá sanh. Cho đến những cái loại binh đó của tứ đại thiên vương đó, chúng ta thấy như là ngày bốn cái vị thiên vương đó, bởi vì những cái vị đó là đều là những cái vị quá sanh cái gì. Rồi những cái vị thiên hậu cũng vậy. Thường thường thì chúng ta hay nghe Ngài Mục Liên Ngài nói về những cái vị thiên nữ sanh lên cõi trời. Những vị này có dung sắc thù thắng, theo cái dung sắc do cái phước báo công đức mà bữa hôm trước chúng tôi nói đó. Có người thì gặp chư tăng thì chấp tay chào nên sanh làm chư thiên nữ. Có vị đó thì không bằng cái vị kia, là vị kia được hỏi đó thì nói rằng con gặp chư tăng chấp tay đảnh lễ rồi con kéo ghế mời ngồi, nhưng mà con không bằng vị thiên nữ kia. Khi mà Ngài hỏi vị thiên nữ kia tại sao mà nàng có cái dung sắc thù thắng như vậy, nàng thiên nữ đó nói rằng con gặp chư tăng con chấp tay xá chào rồi con kéo ghế mời ngồi, con dân nước, con dân vật thực. Do cái thiện nghiệp đó, nó mạnh mẽ hơn, nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo thì chúng ta hiểu đối với A Tỳ Đàm thì tâm thiện và tâm quả. Tâm thiện là chức năng của nghiệp, tâm quả là chức năng của nghiệp thức. Bởi vì nghiệp nó trong đó chúng ta thấy vô minh và hành, trong đó có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Hành nó duyên cho thức nên có nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức đó là những cái tâm thiện mà chúng ta làm những cái việc thiện mà chúng ta gọi là tâm thiện hợp trí đó, làm cho ra 16 quả. Rồi tâm thiện ly trí nó cho ra 12 quả. Tâm thiện thiếu trí thiếu tư nó cho ra 8 quả. Chúng ta thấy những chúng sanh đó sanh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chúng ta gọi là người lạc vô nhân. Rồi những chúng sanh mà làm phước thiếu trí đó, chúng ta được Đức Phật dạy là người lạc nhĩ nhân. Người đó tục sinh đó, làm người nhưng mà chỉ có nhân vô tham vô sân, không có nhân trí tuệ. Còn cái người mà tục sinh làm người tam nhân đó, thì Đức Phật gọi là người tục sinh đủ tam nhân, có nhân vô tham và vô sân trong 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, và nhân vô si là sở hữu trí tuệ đặc biệt. Như vậy thì được Đức Phật Ngài nói, cái nghĩa là tâm thiện đó, nó có 8 loại tâm thiện, trong đó 4 tâm thiện hợp trí, 4 tâm thiện ly trí, 2 tâm thiện hợp trí thọ hỷ, 2 tâm thiện hợp trí thọ xả, 2 tâm thiện ly trí thọ hỷ và 2 tâm thiện ly trí thọ xả. Có 2 tâm hữu trợ, 2 tâm vô trợ. 2 tâm vô trợ có nghĩa là muốn nói đến cái tâm thiện mà mình tự làm, không có ai nhắc bảo. Còn tâm thiện hữu trợ đó thì chúng ta thấy việc thiện do thân trợ là do người ta dùng thân, dùng cái gì đó người ta kéo lôi mình đi, mình làm thiện. Đó là chúng ta gọi là thân trợ. Khẩu trợ là do cái lời nói của họ làm cho cái thiện tâm của mình sanh khởi. Nên nó chúng ta có cái lỗ tai, chúng ta nghe được cảnh thinh. Nên nhiều khi chúng ta nghe cái thông báo chùa đã có cái lễ hội, chúng ta đi tới, chúng ta làm phước. Như vậy chúng ta hiểu đó là cái tâm thiện khẩu trợ. Do những cái điều kiện, những cái âm thanh nào mà chúng ta được nghe đó, thì chúng ta hiểu đó là sắc thinh, cảnh thinh. Như vậy thì được Đức Phật này nói rất là rõ ràng trong vấn đề này. Nên khi mà chúng ta thấy chúng ta chết đi, chúng ta vẫn tái sanh. Chỉ có khi nào chúng ta chứng ngộ niết bàn, chúng ta tử mà chúng ta không có sanh thôi. Chứ bây giờ chúng ta tử là chúng ta phải sanh. Nên nhiều khi một người khi học Phật Pháp cũng không trách ai hết, chỉ trách là cái lòng tham ái của mình thôi. Bởi vì trong khổ đế Đức Phật đã làm cái khổ sanh già đau chết, hoặc là khổ đói khát bệnh hoạn, đại tiện tiểu tiện, đói rửa, đói đau bệnh hoạn, tắm rửa giặt giũ ngủ nghỉ, đó là cái khổ của thân này.
Nhưng mà cái khổ của khổ khổ này đó là cái do cái khổ của khổ tập. Khổ tập chính là lòng tham của chúng ta. Chúng ta muốn sanh ra làm người nữ, nên cái chúng ta thấy cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng là sắc hiện tướng của nam tướng, là chúng ta sanh làm người nữ. Còn một người mà sanh làm nữ tướng đó thì thấy được cái nam tướng, còn người sanh làm nam tướng thì thấy cái nữ tướng. Do những cái điều đó, nên trên đời này cái loài mà nam tính với nữ tính đó, không có ai dạy quý vị, không có ai dạy, nó vẫn duy trì nội giống. Tại sao vậy? Thì thường thường chúng ta học trong diệu pháp á, chúng ta thấy mắt á, tạo nên cảnh sắc. Cái gì mà mắt thấy á, là chúng ta gọi là tâm nhãn thức. Tâm nhĩ thức là chúng ta nghe, tâm tỷ thức là chúng ta ngửi, tâm thiệt thức là chúng ta nếm, tâm thân thức là chúng ta đụng chạm. Nên thường thường chúng ta thấy có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân á, có duy trì nội giống. Dù là loài nào, dù là loài nào đó thì cái loài nam tính, nữ tính á, cái thân á, nó đều là duy trì nội giống. Nếu mà nó đẻ bằng thai xanh hay là noãn xanh hay là thấp xanh. Như vậy á, thì được Đức Phật Ngài nói về bốn cái loại xanh và các cái hiện tượng đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng không ngoài cái tâm của chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy rằng á, một người mà cái tâm tham nặng á, thì họ sanh làm súc sanh. Cái tâm mà tham tà kiến nặng á, thì họ sanh vào địa ngục. Cái tâm sân nặng á, thì họ sanh làm Atula. Như vậy á, thì Đức Phật nói rằng cái tâm tham mà bỏng sẻn mạnh á, chúng ta sanh làm ngạ quỷ. Như vậy á, sanh vào ngạ quỷ hay sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay sanh vào Atula đó, được Đức Phật Ngài nói rằng do tập đế, là do cái lòng tham của chúng ta. Cái lòng tham chúng ta đó, nên thường thường quý vị thấy những người họ ưa thích mùi, hơi mùi, họ tái sanh vào những cái loài hưởng thụ cái hơi mùi. Có những loài đó nó nặng, nên thường thường chúng tôi hay nói quý vị đó, chúng ta thấy những loài cần cền, cái khứu giác của nó đó, nó nghe, nó ngửi mùi đó cả mười mấy cây số quý vị. Chúng tôi có lúc coi khoa học đó, cái khứu giác của con cần cền nó ngửi được mười mấy cây số. Rồi chúng ta thấy những cái loài mà thính giác á, như là loài dơi đó quý vị. Loài dơi là biểu hiện cho những cái sóng âm. Và hiện giờ đó, người ta nói cái loài dơi đó là những cái loài mà nó bắt những cái sóng âm á, đặc biệt. Như vậy á, thì chúng ta thấy những cái loài mà từ cái loài cần cền á, nó ngửi rất là xa. Nó ngửi được mùi rất là xa. Rồi những cái loài dơi đó, cái lỗ tai rất là thính. Rồi cái loài mà như là loài đại bàng Mỹ đó, nó nhìn rất là xa quý vị. Nó nhìn đến mười mấy cây số như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, chúng ta hỏi rằng ai tạo ra nó, con này nó đặc biệt quá vậy? Con này có con mắt đặc biệt quá vậy? Con này có cái lỗ mũi đặc biệt quá vậy? Con này có lỗ tai đặc biệt quá vậy? Rồi cái loài đó, chúng ta thấy như loài chuột chù đó, cái thân của nó đó cạ vào cái đường đi đó, thì lần sau nó sẽ đi y cái đường đó quý vị. Y cái đường đó, nó bắt được cái nó xúc chạm mà nơi cái lần đất mà nó lăn đi đó, nó trường đi đó, nó bò đi đó, nó sẽ bò lại y cái đường đó quý vị. 100 lần cũng vậy, 1000 lần nó cũng bò ngay cái đường đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, ai lập ra những loài đó, ai tạo ra những loài đó, thật sự nó không ai tạo. Tâm chúng sanh đó ưa thích cảnh giới, cái cảnh giới tái sanh. Điều này được Đức Phật á, Ngài cũng nói. Ví dụ như Ngài Kassapa, Ngài ngồi, Ngài quán cái bầy kiến đó, và nó sanh làm kiến, nó cứ chết sanh làm kiến hoài. Nếu mà mình có một cái tư tưởng sai lầm đó, mình bị tà kiến. Tà kiến có nghĩa là loài kiến thì sanh là loài kiến. Nhưng mà thật sự nó không phải quý vị. Do tham ái bậc thực, do tham ái những cái hiện tượng đó, nó sẽ chết đi sanh trở lại. Nhưng mà nếu mà nó dứt trừ tham ái đó, thì nó sẽ sanh, nó có một loại tham ái khác, nó sẽ sanh theo loại tham ái khác, nó sanh vào một cái loại khác quý vị. Nên thường thường quý vị thấy rằng á, không có ai hoàn toàn sanh vào loại này loại kia. Mà Đức Phật nói rằng do cái tâm của chúng sanh, do các cái tham ái khác biệt, nên Đức Phật Ngài nói rằng những cái loài thủy tộc đó nó khác biệt. Nhưng mà loài người trên tóc, lông móng răng da nó không khác biệt mấy. Nhưng mà những loài thủy tộc đó, có những loài mà chúng ta thấy những loài cá đó đen, cái loài thì sặc sỡ, cái loài thì đỏ, cái loài thì vàng, cái loài thì trắng, cái loài thì phóng điện. Chúng ta nhìn như vậy. Nhưng mà thật sự ra chúng ta hiểu rằng các loài chủng tử đó nó có một cái sự đặc biệt của nó. Các loài nó có một cái đặc biệt của nó.
và có nhiều khi nó là cái phước duyên của nó nữa, có là nhiều khi là phước duyên của nó. Chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài nói, như là cái câu chuyện của chim cúc đó, Ngài nói kiếp đó Ngài sanh làm con cúc mà nó dị thường lắm, nó cái thân nó bự, cái chân nó nhỏ, cái cánh nó cục. Lúc bây giờ lửa cháy đó, nên con chim cúc nó phát nguyện như vậy nè: có cánh nó không bay được, có chân không đi được, cha mẹ đã bỏ ta, giờ đây lập một hạnh, lập cái hạnh. Như vậy á, thì Ngài nói rằng cái kiếp đó Ngài làm con chim cúc mà có một cái thân hình kỳ lạ như vậy, nhưng mà Ngài cũng lập một cái hạnh. Ngài nói lên sự sân chân thật, Ngài nói rằng bây giờ có chân nó không có đi được, có cánh nhưng mà không có bay được, cha mẹ đó thấy lửa cháy đó đã bay đi rồi, cha mẹ đã bỏ ta, giờ đây lập một hạnh, Ngài phát nguyện cái hạnh chân thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái kiếp đó Ngài kể lại cái quá trình luân hồi của Ngài, và Ngài nói lên cái sự luân hồi đó đó, thì chúng ta cũng thấy ở đây á, là cái sự luân hồi nó cảnh giới chúng sanh đó. Chúng ta thấy như là trong kinh là Đức Phật Ngài nói với Ngài A Phí Phu đó, khi mà Ngài nói với tôn giả Ananda đó, có nghĩa là một Nam Thiện Bội Châu, một Đông Thắng Đằng Châu, một Tây Ngư Quá Châu, bốn biển lớn, một Tu Di đó là một một và một 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 Tứ Đại Thiên Vương, một Đao Lợi Thiên Vương, một Giả Ma Thiên Vương, một Hóa Lạc Thiên Vương, một Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, một Cõi Sơ Thiền, như vậy đó, 1000 như vậy là một trung thiên thế giới, mà 2000 cái trung thiên như vậy là một đại thiên thế giới. Ngài có nói với tôn giả Ananda khi mà Ngài so sánh về tôn giả Số Phu Tý, quên, tôn giả A Phí Phu đó, dùng cái tiếng của mình đó, mà xa đến đến cả ngàn thế giới như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng á, khi mà tôn giả Ananda nói hỏi á, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng Ngài A Phí Phu á, cũng chỉ là thinh văn thượng thủ thôi. Như Lai á, là bậc Thế Tôn, đối với cái vị đệ tử thinh văn cũng như Ngài Xá Lợi Phất bây giờ, hay là Ngài Mục Kiền Liên bây giờ, thì không thể nào bằng vị Chánh Đẳng Chánh Giác được. Vị thinh văn thượng thủ á, giữa các pháp độ ba la mật á, thì cũng chỉ có 20 pháp độ thôi. Còn vị toàn giác thứ 30 pháp độ, hành cái gì cũng đặc biệt siêu biệt hơn, từ thường độ, cận độ đến siêu độ. Cái tâm lực, cái tuệ lực và cái hạnh lực đó đều là thù thắng hơn tất cả. Nên đó, Ngài nói vị Ngài A Phí Phu đó cũng chỉ là thinh văn thượng thủ, chứ không phải là vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó, Ngài nói với tôn giả Ananda đó, Đức Phật Xí Khi hay là Đức Phật Vết Sa Phu đó, hay là Đức Phật những vị Phật cái đó đó, có những cái vị thinh văn thượng thủ, mà trong bài Kinh Đại Bổn á, Đức Phật Ngài có thuyết về chư Phật, và Ngài có nói lên các chư Phật á, ở trong dòng Bà La Môn hay là dòng Sát Đế Lị, những vị Phật tổ đó đó, có những vị thinh văn thượng thủ trong đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật hay là chúng ta nghe trong bài Kinh Hàng Ma đó, thì có một kiếp Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài làm ác ma du si, Ngài đã đập vào đầu của một trong hai vị Á Phí Phu và Quá Sát Phá, đệ tử của Đức Phật Đức Thế Tôn Xí Khi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài kể lại những cái kiếp đó, và Ngài kể rất là nhiều những cái câu chuyện mà hiện tại luôn, cả những cái câu chuyện mà trong bài Kinh Hàng Ma, thì chúng ta cũng nghe nhắc lại những cái câu chuyện luân hồi của các vị. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật, mỗi kiếp là chúng ta chết đi, sanh lại đó. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng một vị Phạm Thiên đó, Đại Phạm Thiên đó, họ sống bằng một kiếp trái đất. Mình ở trong một kiếp trái đất này đó, mình luân hồi rất là nhiều lần. Nhưng mà ở đây, nếu mình phân biệt đó, vị Phạm Thiên đó, một kiếp trái đất, nhưng mà vị đó tồn tại, vị đó không có hành ba la mật hạnh. Còn nếu mà chúng ta một kiếp luân hồi chúng ta có 100 năm thôi, chúng ta thực hành phạm hạnh được. Chúng ta thực hành hạnh bố thí hay hạnh trì giới, hạnh xuất gia, hạnh tu thiền, hạnh cung kính, hạnh dụ. Tại vì sao? Tại vì ở cái cõi nhân loại này chúng ta có các vị Bồ Tát, rồi chúng ta có các chúng sanh khổ nên chúng ta thực hành. Còn những vị Phạm Thiên đó, nếu mà họ ở trên cõi Phạm Thiên đó, vì những xung quanh đó, nó cái cảnh của họ ở xung quanh đó, nó không có giống như cái cảnh nhân loại chúng ta. Chúng ta ở cảnh nhân loại, chúng ta thấy có nhiều người họ sanh ra đời họ thiếu phước, nên chúng ta có cái tâm bi và tùy hỷ.
Kỳ hỷ là chúng ta hiểu chúng sanh có nhiều vị tu hành thực hành những cái hạnh đặc biệt thù thắng hơn chúng ta, nên những vị Bồ Tát đó sanh ra nó có những cái gì cũng đặc biệt thù diệu hơn, nên mình gọi là tùy hỷ với những vị đó. Còn khi mình có những chúng sanh đó, họ bỏ sẻ keo kiết, họ sống họ không có tạo những thiện nghiệp, họ sanh ra họ gặp nhiều thứ bất hạnh, họ gặp nhiều cái sự não hại, mình khởi lên lòng bi mẫn, mình bố thí cho họ, rồi mình thuyết giảng cho họ, mình nhắc nhở họ thực hành những cái thiện nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cảnh giới, một vòng tái sanh, chúng ta suy nghĩ về một cảnh giới, nếu mà sanh về cõi Phạm Thiên suốt một kiếp trái đất như vậy, vị Phạm Thiên nó có cái tuổi thọ như vậy, do cái tâm cái tâm mà chúng ta gọi là cái tâm quả đó, nó làm việc tái tục trong một kiếp sống, hộ kiếp duy trì trong một kiếp sống mà tử, cuối cùng đó, một kiếp trái đất xong rồi vị Đại Phạm Thiên phải chết, hay là vị Phạm Chúng Thiên đó sống bằng một phần ba kiếp trái đất, do cái tâm sơ thiền đó, rồi cái tâm quả nó làm việc tái tục lên cõi Phạm Thiên sơ thiền, hộ kiếp suốt một kiếp sống đó và cuối cùng là tử. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện đó, làm việc tu thiền và đắc thiền đó, là cái tâm thiện, rồi cái tâm quả đó, khi mà không bị hoại thiền đó, thì cái tâm quả làm việc tái tục cho một kiếp sống như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng đối với các cái cảnh giới, đối với cái vòng luân hồi, Đức Phật cái ngày thuyết giảng về cái sự luân hồi và ngày nói lên cái sự giác ngộ của chư Phật, để chúng ta hiểu đó, có những cái chủ thuyết, ví dụ chúng ta nghe những cái tôn giáo khác nói về tận thế, chúng ta sợ hãi. Nhưng mà nói thật sự ra, một người Phật tử, Phật giáo nguyên thủy đó, cũng chẳng có gì là phải sợ tận thế. Dù không tận thế đó, thì kiếp này đó, mình sống 80 tuổi hay 100 tuổi, mình tắt thở, mình chết rồi, thì phải có tâm tử là phải có tâm tục sinh. Do một cái phúc hành nào đó, hoặc là một phi phúc hành nào đó, nó hiện khởi trong lúc mà chúng ta bắt lấy cái cảnh tử đó. Chúng ta sanh bằng cái tâm nào mà chúng ta tử bằng cái tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tử đó, chúng ta sẽ có một cái tâm tục sinh. Chúng ta cũng giống như mua cái ly nào bể cái ly đó. Nhưng mà bể cái ly đó rồi, chúng ta sẽ đi mua một cái ly mà không biết cái ly đó là cái loại đó hay là loại khác. Đó là chúng ta hiểu cái nghĩa là tử rồi nó sẽ có cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh đó nó tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng ta. Nên thường thì chúng ta thấy Đức Phật này nói những cái vị mà tạo những cái trọng nghiệp đó, thì khi chết á, vị đó rơi vào địa ngục. Địa ngục là Đức Phật đã thấy được á, do những cái nghiệp tướng á, do những cái nghiệp tướng, và những cái nghiệp tướng đó nó có một sức mạnh, một sức mạnh mà chúng ta gọi là trọng nghiệp á, cái trọng nghiệp ác đó là ngũ nghịch đại tội đó, nên người đó phải chìm xuống giống như là một chiếc xuồng bỏ một tảng đá quá lớn thì vừa ra là nó bị chìm liền, nó không còn cái gì chịu hết. Cũng giống như vậy, một chúng sanh mà bị trọng nghiệp đó, nó giống như một tảng đá có thể đè chúng sanh đó, đè một chiếc thuyền chìm xuống đáy tức thì. Chiếc thuyền đó nó có thể chở đá, nhưng mà nó không được chở hơn sức lực của chiếc thuyền. Một người tạo nghiệp, nó có thường nghiệp, trọng nghiệp, cận tử nghiệp hoặc là khinh tác nghiệp, nhưng mà nó không phải là trọng nghiệp quý vị. Nó có thể là thường nghiệp hoặc là khinh tác nghiệp, nhưng mà nếu mà nó là trọng nghiệp đó, thì giống như một tảng đá to, nó sẽ đè chìm chiếc xuồng. Chúng sanh đó trong đời làm gì việc ác, nhưng mà giết cha, giết mẹ, giết bậc A Hán, thì người đó rơi vào cái gọi là cái trọng nghiệp. Và cái trọng nghiệp này đó, nó rất là nguy hiểm. Nó có thể nhấn chìm một cái người có khả năng đắc chứng đạo quả như vua A Xà Thế, hay tôn giả vua A Xà Thế có khả năng đắc đạo quả tu đồ quần, nhưng mà vì giết cha đó, tôn giả vua A Xà Thế không có thể nào chứng được đạo quả tu đồ quần. Chính trong cái bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật người có nói như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, một cái người mà khi họ tạo cái trọng nghiệp đó, thì cái trọng nghiệp đó nó thuộc về cái sức mạnh của nghiệp. Sức mạnh của nghiệp đó, nó có cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp. Nó có cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp, cái cận tử nghiệp và cái khinh tác nghiệp. Nghiệp đó thì chúng ta hiểu nó có sanh nghiệp, trì nghiệp, trước nghiệp và đoạn nghiệp. Sanh nghiệp đó là cái nghiệp nào nó cũng có khả năng để sanh lên, chúng ta gọi là nó hiện hữu, gọi là sanh nghiệp. Trì nghiệp là nó duy trì cái sự khổ hay vui, lâu hay mau đó, do cái trì nghiệp. Rồi cuối cùng là nó có chướng nghiệp, là cái nghiệp đó nó bị trở ngại. Ví dụ chúng ta hưởng cái phước mà chúng ta không có làm phước nữa, thì cái phước đó nó mong manh, nó sẽ cắt đứt
cắt đứt cái thiện nghiệp đó, chúng ta gọi là cái chướng nghiệp, nó gây trở ngại cho cái thiện nghiệp hiện tại, và cuối cùng nó sẽ có một cái nghiệp ác sanh khởi. Như vậy thì được Đức Phật các người nói lên, dù là chư Phật như là Đức Phật Xí Khi có ngày trưởng trưởng tử đó, nhà A Tí Phu đó, ở cái kinh đô A Rú Ná Quá Ti đó, lên cái cõi hoặc là hiện ra trong cái cõi Phạm Thiên như là một người cọ tay hay duỗi tay ra, bởi vì chúng ta biết những vị có thần thông, có thần lực. Như vậy thì Đức Thế Tôn Xí Khi đó có vị tỳ khu là A Tí Phu, và tỳ khu A Tí Phu có thể làm đã làm cho cả ngàn thế giới. Cũng như hiện tại mà chúng ta thấy ngài Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy cả ngàn thế giới như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng trong kinh nói về ngài Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh, ngài cũng thấy cả ngàn thế giới như vậy. Thì ngài A Tí Phu ngài cũng làm cho cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng ngài. Thì trong kinh có mô tả là, và Đức Phật này cũng có nói lại với tôn giả Ananda đấy, khi mà tôn giả Ananda nói rằng ngài làm sao để cho tam thiên đại thiên thế giới này nghe tiếng ngài, thì ngài nói rằng ngài sẽ làm một luồng ánh sáng, một luồng ánh sáng chiếu ra xa tam thiên đại thiên thế giới, và cái trong luồng ánh sáng nó phát ra cái âm thanh. Thì chúng ta hiểu như bây giờ nói về những cái lượng tử hay là những cái hạt sóng âm dương đó, nó ở trong cái luồng ánh sáng đó, luồng ánh sáng đó ra xa bao nhiêu, thì cái luồng ánh sáng nó sẽ tạo ra cái âm thanh, cũng giống như cái dây chuyền trong cái cộng hưởng điện từ đó, nó tạo ra những cái âm thanh. Thì chúng ta hiểu rằng ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngày có trả lời tôn giả Ananda về tôn giả A Tí Phu làm cho cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng của ngài, thì Đức Phật này nói rằng ngài có thể làm cho tam thiên đại thiên thế giới này nghe được tiếng của ngài. Như vậy thì nói đến một cái sự đặc thù của một vị chánh đẳng chánh giác, và có những điều đó chúng ta không có thể nào mà dùng cái trí của mình, nên thường thường chúng ta hay nghe nói có những pháp ác chinh tay giá đó, nghĩa là thiền định, năng lực thiền định bất khả tư nghị, nghiệp lực của chúng sanh bất khả tư nghị, nghiệp lực của chúng sanh nó cũng bất khả tư nghị, và cái năng lực trí tuệ của Đức Phật mình cũng không lấy gì mình để đo lường được, không có thấy gì để đo lường được, nó cũng thuộc về á chinh tay giá, bất khả tư nghị, năng lực thiền định nó cũng bất khả tư nghị. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với những cái điều mà Đức Phật ngày nói đó, chúng ta tin đó, vì chúng ta hiểu được toàn diện về Đức Phật khi mà ngài thuyết giảng về 37 phẩm bồ đề trợ đạo, hay ngài nói về tứ thánh đế như là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, và con đường để đến khổ diệt thánh đế đó, ngài nói lên những cái pháp này, và những cái pháp đó được tuyên thuyết đó mà trước đó chúng ta chưa từng nghe một người nào nói, đó là một chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác thuyết giảng. Và chúng ta dựa vào cái sự hiểu biết và chúng ta tán thán Đức Phật, chỉ còn khi nào đó mà chúng ta chứng ngộ được, chúng ta tán thán Đức Phật thì cái sự đó ngài đã chứng ngộ mà mình cũng chứng ngộ theo, nhưng mà mình không có toàn diện toàn hảo, nhưng mà mình cũng hiểu được một phần, cũng giống như vị giáo sư tiến sĩ, mình học được một phần nào đó của vị giáo sư thì mình biết một phần nào của vị giáo sư, nhưng mình không thể nào biết giống như vị giáo sư. Thì cũng như vậy, khi mà cái pháp của Đức Phật thì thuyết giảng đó, mình có khả năng hành trì và chứng ngộ đó, thì mình tùy theo mình sự chứng ngộ của mình đến đâu, cái sự chứng ngộ đó mình khi mà mình chứng ngộ rồi đó thì mình không còn hoài nghi. Nên thường thường quý vị thấy vị thánh tu đồ quần á, bắt đầu quả tu đồ quần diệt được 4 tâm tham, một tà và tâm si hoài nghi rồi đó, thì vị đó không còn hoài nghi Phật nữa, vị đó tự thân chứng đạt được sơ đạo sơ quả, và cái trạng thái chứng đắc được đạo quả đó, vị đó biết rằng cái tuệ đạo sanh lên đó, nó đoạn trừ phiền não, cái tuệ quả sanh lên là kinh an đoạn trừ, cái tuệ phản kháng phiền não đã đoạn trừ phiền não, còn dư sót niết bàn đã chứng ngộ lần thứ nhất. Và vị này khi chứng ngộ niết bàn đó thì cái tâm đạo á, thấy được niết bàn, thấy được niết bàn mà chúng ta gọi là chính pháp thánh á, bốn đạo bốn quả và một niết bàn là chính pháp thánh. Vị này thể nhập được cái pháp thánh này, nên vị này á trở thành vị đệ tử có lòng tin đặc biệt đối với Đức Phật, đó là lòng tin của vị thánh tu đồ quần. Bởi vì thường thường chúng ta có thể hiểu giống như một vị giáo sư tiến sĩ mà dạy chúng ta học vậy đó, chúng ta học tới đâu á, chúng ta thấy vị đó trình bày
hay là những cái công trình nghiên cứu về những điện toán đó. Ví dụ chúng ta nói rằng cái đèn, cái bóng đèn, nó có thể ta làm cho nó dẫn điện và nó sáng được cái bóng đèn. À, chúng ta đó, chúng ta vệ tinh đó vì chúng ta thấy cái đèn. Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng ra chúng ta nghiên cứu, chúng ta làm được một cái đèn đó, thì chúng ta lại có một cái sự dẫn chứng rành mạch hơn và chứng minh cụ thể hơn. À, còn khi mà chúng ta cũng biết cái đèn nó chiếu sáng nhưng mà chúng ta để dẫn chứng được hoàn hảo đó, chúng ta chưa được hoàn hảo. Thì cũng giống như vậy quý vị, đối với các đệ tử của Đức Phật, là khi mà chứng được một phần nào của pháp mà Đức Phật thuyết giảng đó, vị này sẽ tỏ ngộ, nên gọi là tuệ đạo đó, làm cho vị sáng tỏ. À, tuệ quả làm cho vị đó là khinh an đoạn trừ. À, tuệ phản kháng phiền não đã sát trừ, là bốn tâm tham hợp tà tâm si và nghi, trong năm tâm bất thiện và những sở hữu bất thiện đã được đoạn trừ, vì đã biết được rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài nói đến các cõi phạm thiên hay là các cõi chư thiên, chúng ta hiểu rằng phân ra phàm và thánh. Như là trong kinh, bài kinh mà Ngài sẽ đưa bút tá, Ngài rống lên tiếng rống sư tử, Ngài nói về có bốn loại sanh, bốn loại sanh có nghĩa là đối với vị chánh đẳng chánh giác đó, nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, mà xuất thai có chánh niệm, đó là một loại sanh. Rồi có một loại sanh thứ hai đó là nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, nhưng mà xuất thai không có chánh niệm. Đó là muốn nói đến những vị đặc giác tinh văn thường, tinh văn thượng thủ. Còn những vị tinh văn thường đó thì Đức Thế Tôn đó, Ngài thuyết giảng và Ngài sẽ lại bắt nhắc lại có một loại nhập thai. Lúc mà nhập thai có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta khởi đầu kiếp sống đó, chúng ta có chánh niệm, cái tâm á, cái tâm mà chúng ta đi tục sinh á, là cái tâm đó chúng ta có chánh niệm, mà cái thời gian nhập thai nên gọi là có một thời gian chánh niệm. Rồi phàm phu á, chỉ cho phàm phu lạc vô phần hoặc là lạc hữu phần đó, là muốn nói đến loại phàm phu mà chỉ có khả năng chứng thiền thôi, chứ không có thể nào chứng đắc được đạo quả. Đó là những cái vị gọi là phàm tam nhân hoặc là phàm nhị nhân, phàm lạc vô nhân và người khổ đó, là nói chung vô một loại chúng sanh đó. Chỉ có bốn loại thôi, bốn loại nhập thai. Như vậy thì được Đức Phật Ngài thuyết giảng và Ngài Sariputta Ngài đã thọ trì và Ngài tuyên thuyết là có bốn loại nhập thai như vậy. Kể chung nó như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật Ngài kể về 12 hạng người đó, ở trong đó có bốn hạng người đạo, bốn hạng người quả, còn lại là hạng phàm tam nhân, phàm nhị nhân, người lạc, người lạc vô nhân và người khổ, kể chung là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật Ngài biết được chúng sanh do bốn sắc đại hiển tạo thành sắc, nên khi mà chúng ta ăn vật thực đó, thì từ trong đất này những cái loài được mọc lên, những cái loài cũng từ trong đất, những loài rong tảo ở dưới biển đó, thì những loài cá đó, những loài thủy sinh nó ăn, và nó ăn những cái loài, chỉ ăn những cái loài thực vật xanh trong nước, và những loài đó, những loài khác ăn là những loài đó. Có nhiều loài thì ăn vừa là thực vật vừa là động vật luôn. Chúng ta cũng thấy có những loài đó, và những cái loài đó, loài người có cái khả năng để bắt để ăn những cái loài đó. Nên chúng ta hiểu, chúng ta hiểu những cái điều mà trong thế giới này đó là một cái sự cộng sinh, một cái sự sanh tử của các loài, các loài. Ví dụ loài người đó mình sống như vậy, nhưng mà những loài ký sinh đó, họ nó sống ở trong cơ thể chúng ta, như là loài dung lãi này kia nọ, nó cũng sống trong cơ thể chúng ta. Và khi mà chúng ta chết đó, những loài đó nó sẽ chết. Thì cũng như vậy, có những loài ở trên thế giới này chúng ta ăn để mà chúng ta tồn tại. Chúng ta dùng vật thực để tồn tại. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Phật giáo hay là Phật giáo nguyên thủy đó, thì chỉ dạy cái phần sắc là sắc, cái vật gì là vật sắc là sắc, có sắc mạng quyền nếu mà chúng sanh nó sống. Còn lúc mà chúng sanh nó không có sống đó, thì gọi là không có sắc mạng quyền, có nghĩa là không có sắc bảo vệ cái thân này, và tứ đại nó sẽ tan rã, đất nó dễ loại cứng hay mềm trở về với địa đại, cái loại chảy ra hay quến lại nó trở về với thủy đại, cái loại căn phòng lay động nó trở về cho phong đại, cái loại nắng nóng hoặc lạnh nó trở về cho quả đại, nó trở về dưới tứ đại là rồi. Nên thường thường quý vị thấy những cái đất đó, mà ở trong những cái hài cốt đó, những cái loại đất đó nó trồng chuối trồng gì nó rất là tốt quý vị. Thì chúng ta hiểu rằng cái thân đó, đó nó được vay mượn từ tứ đại và nó trở về cho tứ đại, rồi nó ở dạng phân tán những cái chất tinh túy, rồi những cái cây á,
nó muốn lớn mạnh, nó hút những cái loại tinh tí đó để nó kết tụ những cái loại quả củ này kia nọ, trái rồi này kia nào, thì chúng ta hiểu như vậy. Thì loài người chúng ta đó được được tồn tại do những cái điều kiện nhân duyên. Trong Phật giáo thì chúng ta thấy như là thức đi tái sanh rồi tạo thành danh sắc đó, là thân và tâm. Danh sắc nó tạo thành lục nhập, nó hình thành sáu nội xứ, hình thành con mắt trong thời gian, hình thành cái lỗ tai trong thời gian, hình thành cái lỗ mũi trong thời gian, hình thành cái lưỡi trong thời gian, và hình thành cái thân trong thời gian. Như vậy những điều đó được Đức Phật này nói lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, và có nghĩa là mắt thì phải có cái cảnh sắc nên chúng ta gọi là nhãn xúc, lỗ tai thì có cái âm thanh đó là nhĩ xúc, lỗ mũi có cái hơi mùi là tỷ xúc, miệng có cái sự đụng chạm mà lưỡi đó chúng ta gọi là thiệt xúc, thân chúng ta vật cứng lạnh nóng mềm đụng vào thân chúng ta gọi là thân xúc, thân cảm hay cảnh xúc. Như vậy những điều đó được Đức Phật ngài nói lên đó, là những cái điều kiện đó nó sanh khởi do cái dây mượn sắc của sắc, danh của danh, có nghĩa là tâm chúng ta thực sinh đó, nó thuộc về phần danh. Ví dụ chúng một cái thiện tâm nào đó thì chúng ta thấy gọi là phúc hành, một cái bất thiện tâm tham sân si nào đó chúng ta gọi là phi phúc hành. Thì những cái điều đó nó sẽ cho chúng ta sanh vào cõi vui cõi khổ, nên thường thường chúng ta tạo phúc hành đó, chúng ta sanh vào cõi vui, nhưng mà khi chúng ta tạo phi phúc hành chúng ta sẽ sanh vào cõi khổ. Điều này đó là một người Phật tử chân chánh đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta tin Phật đó, vì tin cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin pháp đó, là lời dạy của Đức Phật, hát pháp bạch pháp thiện quả có đầy đủ như vậy, và chúng ta tin pháp một cái cách không mơ hồ, pháp thiện cho ra quả thiện, pháp bất thiện cho ra quả bất, như vậy nên á, trong Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta thấy Đức Phật đã dạy ngày này chúng ta làm lành là ngày ngày tốt, giờ này chúng ta làm lành là giờ kiết tường. Như vậy ý nghĩa là cái việc thiện á, cái tâm thiện nó sẽ cho ra cái tâm quả để làm việc tái tục để hưởng những cái quả lành chúng ta sẽ tạo, đã tạo. Như vậy á, thì chúng ta hiểu được á, Đức Phật á, ngày nói đến các cái vị thánh đệ tử, như là vị thánh đệ tử Tinh Văn Thượng Thủ, là ngài A Tỳ Phu, đệ tử của Đức Thế Tôn Xí Khi, bậc ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài đứng ở cõi Phạm Thiên, ngài có thể khiến cho cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng của mình, nhưng mà điều này thì chúng ta cũng nói vậy đó, như là ngài nói thá với thiên nhãn thần tịnh, ngài cũng cảm thấy được ngàn thế giới. Đó là ngài trả lời với tôn giả Sariputta, với thiên nhãn tuần tịnh ngài thấy cả ngàn thế giới. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ngài A Tỳ Phu đó, ngài làm cho cả ngàn thế giới nghe được cái tiếng của ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ngài Anuruddha, ngài đệ nhất về thiên nhãn thông, đặc biệt thù diệu về hạnh thiên nhãn thuần tịnh, còn ngài Sariputta thì ngài đặc biệt về hạnh trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên đặc biệt về hạnh lục thông. Thì chúng ta nghe các vị đệ tử của Đức Phật ngay hiện tại cũng đã có những vị thù như vậy, do cái phước duyên đặc biệt thù diệu của các ngài, do cái hạnh nguyện đặc biệt thù diệu, do cái lời phát nguyện và do cái sự thọ ký của chư Phật từng tự thứ lớp, và các vị này đã thực hành theo thiện nghiệp để kết tụ trong kiếp sống hiện tại, các ngài trở thành những vị đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy bài học hôm nay chúng ta học về ngài A Tỳ Phu, đệ tử của Đức Phật Xí Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nói lên cái bài kệ hãy đứng dậy nhập cuộc, kiên trì lời Phật dạy, đánh bại chúng ma quân như voi phá tròi lá, ai nỗ lực tinh cần trong pháp và luật này, chấm dứt dòng sanh tử, đoạn tận mọi khổ đau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thường thì chúng ta cũng hay nói cái gì đó, một người mà tạo phúc hành có trí đó, chính cái phúc hành có trí này đó sẽ làm tục sinh cho mình làm người tam nhân. Và khi mà làm người tâm nhân á, thì chúng ta thuộc về người hữu phần đó quý vị. Người hữu phần là người đó có thể chứng được thiền định đạo quả. Nhưng mà nếu chúng ta làm phước á, mà chúng ta làm phước ly trí đó, chúng ta chỉ có nhị nhân thôi, chúng ta chỉ hưởng phước đó. Và cái phước đó đó, nó không thể nào, cái phúc hành này nó không có chập khủng được vô mình. Vì cái tâm thiện nó cho ra cái tâm quả đó, thì chúng ta tục sinh làm người nhị nhân thôi. Thì chúng ta không thể nào chứng thiền, chúng ta không chứng đắc đạo quả, chúng ta làm người lạc như người lạc vô phần. Có nghĩa là không có phần mà hưởng được thiền định đạo quả. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng mỗi lần mà chúng ta học Phật pháp á, chúng ta hiểu rằng á, cái tâm thiện hợp trí á, nó sẽ làm cho cái tâm quả hợp trí tục sinh. Chúng ta tục sinh vào trong thai bào, chúng ta thấy như ngày Upatissá đó, lúc mà ngày tục sinh á, thì ông cậu đó, ông du sĩ Vết Xá Ná đó, ông nói chuyện không lại bà Siri, và
ông biết rằng cái đứa bé này đó, sau này rất là thông minh, mà chính là ngài Upatissá, ngài Xá Lợi Phất, nè, lúc bằng mẹ ngài Upatissá đó, ngài, bà Siri bà mang thai ngài Xá Lợi Phất đó, bà rất là thông minh, nên ông em đó mà ngài kêu là cậu đó, biết rằng cái đứa bé này sau này rất là thông minh, nhưng mà chúng ta thấy rằng sau này đó, dù cái mấy đó thì cái người cậu cũng không có khả năng có trí tuệ giống như ngài Upatissá là ngài Xá Lợi Phất được, vì ngài cái hạnh nguyện của ngài trong nhiều đời rồi, cái thiện nghiệp ngài đã tạo tích tụ, ngài là vị đã đến sau khi mà Đức Phật này có 1250 vị đệ tử rồi, nhưng mà Đức Phật này vẫn nói Upatissá đệ nhất về trí tuệ, cô Lý Tá đệ nhất về lục thông là ngài Mục Kiền Liên. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đó, một cái người khi mà thực hành những cái thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp hợp trí đó đó, bởi chúng ta thấy rằng trong bài kinh Trung Phổ Đề Dành có nói rằng độc giác hay toàn giác, tinh văn giác, hay là những vị thiên chủ đế vương đế thích đó, đều là do cái hạnh lành. Bởi vì chúng ta thấy rằng bởi vì bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật hoặc là độc giác toàn giác, tất cả qua là do công đức đã tạo, thì những cái công đức, những cái thiện hợp trí đó cho chúng ta sanh làm người hợp trí đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn tu thiền chúng ta dễ chứng thiền, chúng ta muốn tu thiền quán chúng ta dễ chứng đắc đạo quả. Nên đó, nhiều khi chúng ta thấy Đức Phật này dạy chúng ta đó, chúng ta hiểu pháp của Đức Phật đó, chúng ta phải có trí, chúng ta có trí nhưng mà chúng ta phải có lòng tin kìa. Mình tu á là mình phải tạo thiện nghiệp quý vị. Thật sự quý vị biết rằng có nhiều người tu đó, họ tu nhưng mà họ không bố thí quý vị. Nhiều khi họ có trí nhưng mà cái trí của họ thiếu lòng tin quý vị. Còn cái người có trí có lòng tin đó, là cái trí đó biết được cái lòng tin mà Đức Phật thầy dạy đó, cái thiện nghiệp nó cho cái thiện quả quý vị. Cái thiện nghiệp nó cho cái thiện quả. Và chính khi mà chúng ta làm phước có trí đó, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta bố thí bậc thí này đó có thể là cái phước thí cùng cực, đó là chúng ta cúng dường chùa Tứ Phương Tăng, chúng ta tạo chùa Tứ Phương Tăng cho chư tăng thập phương về ở. Như vậy là chúng ta hiểu rằng cái trí đó đó, chúng ta nghĩ hướng đến chư tăng quá khứ hiện tại vị lai, cái trú xứ này tôi cúng dường cho chư tăng. Nên nhiều khi quý vị thấy khi mà chư tăng đó tụng mà cái giới si ma chỗ nào đó, các ngài cũng tụng xả si ma, vì không biết rằng chư Phật quá khứ hay là mảnh đất này trước đó có chư tăng ở, có cái chùa Tứ Phương Tăng nên có cái giới si ma. Nên chư tăng nó thường tụng kinh trong luật thường dạy là phải xả bỏ si ma để làm si ma mới, là ngay hiện tại đời này. Thì chúng ta hiểu được những điều đó, nó cho chúng ta có một cái niềm tin. Cho một cái niềm tin là gì? Cái niềm tin đó Đức Phật này dạy cái nghĩa là chúng ta có cái niềm tin với nhân quả, nhưng mà chúng ta có cái trí tuệ hiểu biết Đức Phật này dạy cái thiện nghiệp đó, chúng ta cần phải tạo cái thiện nghiệp có trí. Chúng ta làm việc gì chúng ta suy nghĩ đến đại chúng tăng. Đại chúng tăng nghĩa là chúng ta xây chùa Tứ Phương Tăng, vị này chết rồi còn vị khác truyền từ đời này đến đời sau, cái sự lâu dài của cái phước báo công đức này, nên mình hoan hỷ mình làm và mình suy nghĩ đến chư tăng quá khứ, chư tăng hiện tại, chư tăng vị lai. Nên khi mà mình thấy như là trong kinh tăng nói về tăng bảo đó, tăng đã đắc đạo cùng quả trong quá khứ, tăng đã đắc đạo cùng quả trong vị lai, tăng đã đắc đạo cùng quả trong hiện tại này. Con xin làm lễ chư thánh tăng ấy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái tâm thiện hợp trí đó, suy nghĩ đến hàng tăng bảo, những cái vị đó đó, Đức Phật đã đặt cái thiện nghiệp mà mình làm đó, có trí như vậy đó, thì mình sẽ mỗi kiếp đó mình bồi bổ mãi 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 như vậy. Nên nhiều khi chúng ta thấy nhiều kiếp đó, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Liên hay là Đức Phật đó, đắc được thiền định, đắc được thiền định, nhưng mà nếu mà ngài đắc được đạo quả đó, ngài sẽ hủy bỏ cái lời nguyện trở thành thinh văn thượng thủ của Đức Phật Gotama. Nên đó, ở trong kinh có nói đến một cái vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng giác hay là độc giác hay tinh văn giác đó, các ngài hành trong quá khứ đó, các ngài hành chỉ đến hành xả tuệ thôi, chứ không có đắc được đạo quả tu đầu quần. Nếu mà vị độc giác mà đắc đạo quả tu đầu quần trở thành vị đệ tử của Đức Phật toàn giác trong hiện tại đó, nên ngài không có đắc. Ngài chờ đến một kiếp nào đó không có một vị Phật nào, nhưng mà vị đó chỉ đắc độc giác Phật thôi. Còn những vị tinh văn thượng thủ cũng vậy quý vị, vị đó các đức Phật khác thì vị đó không thành tinh văn thường, cho đến một kiếp nào đó đúng cái vị chánh đẳng chánh giác mà mình được thọ ký đó, cái kiếp đó ngài sẽ thành tinh văn thượng thủ. Ngài dù đến sau như ngài Xá Lợi Phất đến với độ chúng, Đức Phật ngài có 1250 vị rồi, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn tuyên bố ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ.
Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng một cái tâm mà hiểu biết đó, với một cái gọi là chúng ta hành mà đến hành xả tuệ đó, hành xả tuệ là một cái tuệ thấy rõ được các pháp mà tâm vị đó không còn bị chệch hướng nữa. Cái tâm vị đó không còn chệch hướng nữa, cái tâm vị đó thuận thứ từng tự để chứng đắc rằng, để thành đạt những cái hạnh nguyện mà nó trở thành gọi là vị Bồ Tát được thọ ký đó quý vị, gọi là nhất định đó, chứ không còn gọi là bất định nữa. Vị đó tuy rằng còn luân hồi nhưng mà vị đó sẽ là chắc chắn rằng mình sẽ thành đệ tử của một vị Phật chánh đẳng chánh giác là Thinh Văn Thượng Tụ, chứ không có thành Thinh Văn Thường. Cũng như chúng ta hay thấy ngài Gôn Ca đó, ngài Gôn Ca ngài dạy tu thiền quán về niệm thọ, nhưng mà ngài Gôn Ca ngài phát nguyện thành chánh đẳng giác nên ngài không thể nào đắc được đạo quả trong kiếp này. Ngài chỉ đắc cao nhất trong cái phàm tuệ đó là cái hành xả tuệ thôi, chứ không qua chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ. Nếu mà ngài thanh qua chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ thì ngài thành vị tu đồ quần của Đức Phật Gotama rồi, nên ngài không thể nào thành toàn giác Phật được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó, đó muốn nói lên như vậy đó, như là ngài thiền sư Gôn Ca đó, ngài phát nguyện thành chánh đẳng giác, hay là chúng ta hay nghe sư trưởng phát nguyện thành chánh đẳng giác đó, cái nghĩa là chúng ta mình ở gần sư trưởng và nghe sư trưởng nói như vậy và thấy được cái hạnh nguyện của sư trưởng trong việc mà hoằng pháp đó, dù là bệnh hoạn nhưng mà sư trưởng vẫn hăng hái để hoằng pháp. Mà những lúc mình ở gần sư trưởng thấy sư trưởng bệnh hoạn như vậy nhưng mà không có giảng sư thì sư trưởng vẫn giảng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nhá, những cái vị mà đã biết được cái việc làm của mình và mình phải làm cái gì để trở thành những cái vị đặc biệt, và trong một cái thời kỳ một vị chánh đẳng giác hay một vị độc giác hay là một vị Thinh Văn Thượng Thủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Xí Khi hay là đối với vị trưởng lão A Phi Phu đệ nhất về trí tuệ thần thông của Đức Phật Xí Khi đấy, thì cũng giống như hiện tại ngày Xá Lợi Phất thì một kiện liên đệ nhất của Đức Phật Gotama vậy. Và chúng ta hiểu rằng đối với một vị Phật tổ đó, dù là Đức Phật Xí Khi hay là Đức Phật Quýt Sa Phu, Đức Phật Gonagabana, Đức Phật Kassapa, thì ngài cũng chỉ đạt được 72 cái loại tuệ trong cái bộ Patisampida mắt gá đó. Nói như vậy đó thì chúng ta cũng thể hiểu như chư Phật ba đời đó, cái truyền thống của chư Phật là như vậy thôi, có cha có mẹ chọn hai dòng họ Sắc Đế Lị và Bà La Môn thôi, chứ không bao giờ chọn Thủ Đà và Chiên Đà La. Và ngài ra đời dưới cái thời kỳ tuổi thọ là người không quá 100.000 tuổi và không dưới 100 tuổi quý vị. Đó là cái truyền thống của chư Phật. Như vậy nhiều khi bây giờ mình nghe những cái tôn giáo nói rằng một vị Phật sẽ xuất hiện, thật sự nó không có quý vị. Nếu mình là người Phật tử Phật giáo Nam Tông á, mình sẽ tin cái kiếp này là kiếp giảm. Kiếp giảm là người giảm chỉ còn có 10 tuổi thôi, một tiểu kiếp đau binh xuất hiện và bắt đầu là người bắt đầu giữ giới, bắt đầu kiếp tăng do thiện pháp tăng trưởng mà kiếp tăng trưởng lên. Cho đến cái tuổi thọ 84.000 tuổi thì Đức Bồ Tát Maitreya đó, ngài sẽ được chư thiên phạm thiên thỉnh ngài lâm phàm để ngài hành trì đắc đạo quả thành vị chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Maitreya mà Phật tông gọi là ngài Di Lạc á. Như vậy thì chúng ta là một người Phật tử, chúng ta hiểu rằng cái thời kỳ mà không có Đức Phật hay là thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm đó có khuynh hướng xu hướng. Ví dụ giờ thời kỳ kiếp giảm á, là người đó hành ác thì dễ mà hành thiện khó. Hành ác thì dễ nhưng hành thiện khó. Còn cái thời kỳ mà kiếp tăng á, là loài người họ hành thiện không à. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện bổn sanh về tiền thân á, một cái người phá giới giọng ngôn nói á, trước đó chưa có ai nói chuyện nói dốc hết á, nhưng mà vị đó bắt đầu nói dốc, vị đó tuyên bố về nói dốc, và khi mà vị đó cái ác pháp vị đó nói đó thì cái tuổi thọ nó sụt giảm. Loài người đã có những cái hiện tượng như vậy thì chúng ta hiểu những cái điều đó Đức Phật gọi là cái thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm do cái khuynh hướng của chúng sanh. Ví dụ giờ chúng ta thấy loài người bây giờ đó rất là ác, vũ khí giết hại rất là nhiều người, và những cái vũ khí đó chúng ta thấy là nó hủy hoại loài người rất là kinh khủng. Những cái bom mà bom cháy này kia nọ, hay là những cái bom mà làm ngạt không khí là người ta chết trợn mắt há hổng á, thấy rất là thảm. Chúng ta nhìn vào cái cảnh đó, chúng ta biết rằng cái thời kỳ cái loài người đó cái thiện pháp không có tăng trưởng,
thời kỳ ác pháp tăng trưởng là người họ hung tàn bạo ngược, họ làm ác thì dễ, làm thiện thì khó. Nhưng mà cái thời kỳ mà loài người kiếp tăng đó, họ thích làm thiện, và nghe ai làm ác đó, họ không có thích, không có thích người làm ác, và không có xu hướng làm ác. Như là trong kinh Đức Phật này nói rằng ngày nào mà ác thì khu nhiều đó, thiện thì khu phải im miệng, không dám nói, vì nói bị tẩy chay. Nhưng mà thời kỳ nào đó mà thiện thì khu nhiều đó, ác thì khu im miệng không dám nói, vì nói đó, những vị thiện thì khu đó sẽ hành xử cái vị đó theo pháp, nên vị đó im lặng, vị đó không dám nói. Như vậy thì Đức Phật này nói rõ ràng thời kỳ kiếp tăng kiếp giảm, thời kỳ của thiện pháp ác pháp đó, cũng được Đức Thế Tôn này thuyết giảng rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chư Phật, ngài A Phí Phu trong thời kỳ Đức Phật Xích Khi, hay là ngài Sa Đưa Tá trong thời kỳ Đức Phật Gotama, thì những vị thinh văn thượng thủ đó đó, chúng tôi đọc chúng tôi nhớ ngài có 4 cái loại tuệ cao nhất trong tứ tuệ phân tích đó, ngài có 67 loại tuệ. Trong 72 loại tuệ đó có những cái loại tuệ như là nhất thiết chủng trí, vô chướng ngại trí, hay đại bi định trí, là những cái tuệ của vị chánh đẳng chánh giác. Cái tuệ đó hàng tinh văn không có, không thể nào có được. Thì nơi đây chúng ta hiểu rằng đối với một vị chánh đẳng giác Đức Phật Xích Khi hay Đức Phật Gotama đó, ngài đầy đủ những cái Phật hạnh giống nhau, chư Phật có truyền thống giống nhau, ngài có truyền thống giống nhau. Nhưng mà cái thời kỳ tuổi thọ loài người có kiếp tăng kiếp giảm, nó khác nhau trong cái tuổi thọ. Nhưng mà đến với thời kỳ giáo pháp đó, cũng có những cái vị Phật tổ đó, cái giáo pháp không tồn tại lâu dài. Nhưng mà cũng có những vị Phật tổ có giáo pháp tồn tại lâu dài, mà Đức Phật ngài thuyết giảng, và khi mà ngài nói tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh ngài tuyên thuyết về những cái học giới, thì ngài có nói đến cái thời kỳ chưa có những cái lậu hoặc, nên ngài không có chế định học giới. Cho đến khi nào vị nào là người phạm đầu tiên, cũng như là trong kinh ngài Xuống Đinh Ná đó, ngài phạm cái học giới đầu tiên được Đức Phật ngài ban hành cái học giới, có cái câu chuyện rõ ràng về ngài Xuống Đinh Ná. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong pháp và luật mà Đức Phật ngài thuyết giảng để chấm dứt dòng sanh tử đó, để đoạn tận khổ đau đó, chúng ta cần thấy mỗi kiếp sống chúng ta sanh làm người đó, chúng ta có, ví dụ như một người mà thường suy nghĩ về nỗi khổ, như là khổ đói khát bệnh hoạn đái ỉa rồi uống ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ đó, những cái khổ này ngày nào mình cũng có, và ngày nào mình cũng phải chịu đựng, ngày nào cũng phải chịu đựng những cái nỗi khổ này. Nếu mình suy xét về cái khổ của sắc đó, là cái khổ này cực kỳ hiện khởi mỗi ngày, đói rồi khát rồi đại tiện tiểu tiện, rồi tắm rửa giặt giũ, rồi ngủ nghỉ, đó là những cái điều mà cái thân thể này chúng ta thấy đi đứng nằm ngồi được lạc. Đức Phật đã bốn quay nghi được lạc, nên thường thường chúng ta còn đi còn đứng còn nằm còn ngồi được đó, thì chúng ta cảm thấy lạc. Nhưng mà lúc nào đó chúng ta bỏ một quay nghi nào, cũng như người già đó ít có đi và thích nằm, nên cái người già sanh ra nhiều chứng bệnh. Như vậy thì chúng ta hiểu được những cái gì mà Đức Phật này nói về cái sắc này, nó có biến hoại và có hiện tượng của sự biến hoại, nó có sự lão mại, nó có sự biến hoại của lão mại đó, thì cần phải hiểu biết như vậy. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, chúng ta mới thấy được đó, những gì mà Đức Phật ngài nói về cái sắc và cái danh và các cái cảnh giới của chúng sanh đó, để chúng ta cũng hiểu được những cái cảnh giới đó có những cái cảnh giới có những cái địa cầu có nhiều Đức Phật, như là địa cầu chúng ta có 5 Đức Phật. Nhưng mà những cái địa cầu sao, ví dụ chúng ta thấy Đức Phật nói về cái địa cầu sao đó, có 2 vị Phật tổ, đó là Ma Vương thành Phật và vua Vasenadi thành Phật ở địa cầu sao. Rồi cái địa cầu sao nữa đó thì có tượng Nalagiri, rồi tượng Palilayaka, những cái vị Bồ Tát đó sẽ thành Phật cái địa cầu sao nữa. Đức Phật thì nói có 2 vị Phật tổ, nhưng mà có những cái địa cầu có 5 vị Phật tổ, nhưng mà cũng có cái địa cầu đó không có Phật tổ nào quý vị. Thì chúng ta hiểu rằng những cái thời kỳ mà không có một vị Phật tổ đó, thì ở trong kinh Đức Phật này cũng kể lại có nhiều kiếp đó ngài làm cái việc bố thí, nhưng mà ở thời đó đó không có một người nào thọ 5 giới. Thì chúng ta hiểu rằng cái thời đó là những cái thời mà không có cái giáo pháp của Đức Phật, loài người đó rất là khó để gìn giữ 5 giới, nên đó, họ không có những người có giới. Và Đức Bồ Tát cái kiếp đó ngài bố thí cho những người đó, dù bố thí nhiều như vậy, nhưng mà so sánh với ông Cấp Cô Độc hiện tại bố thí cũng dường cho Đức Phật và chúng tăng đó, thì cái việc thiện nghiệp làm một lần cho ra cái quả báo to lớn gấp 100.000 lần như vậy.
Nên đó, nhiều khi đó, Đức Phật này mới nói rằng có thai Phật ra đời đó, có thai Pháp được giảng, có thai Tăng Hòa Hợp, có thai chúng đồng tu. Nhiều khi mình suy nghĩ những cái điều đó được Đức Phật này nói với cái ý nghĩa sâu sắc là cái thế giới có Đức Phật là có, và mình nghe được cái chánh pháp của Đức Phật là một điều cực kỳ khó. Vì thường thường mình nghe được cái chánh pháp của Đức Phật làm cái tâm mình không có rung động. Chúng ta nghe phi Phật ngôn đó, ví dụ như có ai đó nói thế giới này hủy hoại đó, hay là một cái trận động đất hủy diệt đó, mình nghe mình sợ. Nhưng mà thật sự ra đối với Đức Phật đó, thì Ngài nói rằng mình chết rồi mình phải tái sanh. Mình chết rồi phải tái sanh. Mình chỉ khi nào mình đắc được đạo quả A-la-hán đoạn tận tham thì mình mới không tái sanh mà thôi. Chứ còn bây giờ mình còn dục ái, hữu ái, phi hữu ái, mình còn ưa thích trong cõi dục, một cõi dục hay cõi sắc, 16 cõi sắc hay cõi vô sắc, 4 cõi vô sắc, thì hễ mà còn ái thì còn hữu thì còn sanh. Sanh thì có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc là nhất quẩn sanh, ngũ quẩn sanh. Thì những cái điều đó đó, có sanh ra thì có sự biến hoại của sanh, có già mại lão quá, rồi có sự tự bỏ ra đi, dứt trừ kiếp sống. Như vậy thì Đức Phật này thuyết cho chúng ta hiểu biết như vậy, và chúng ta thấy rằng đối với Phật Xí Khi đó có cái vị Tinh Văn Thượng Thủ là A Thí Phu, hay là chư Phật đó, Xí Khi là một trong 7 vị Phật ở trong trái đất trước Đức Phật của chúng ta. Ví dụ trái đất này thì Đức Phật người nói rằng có Đức Phật Quan Âm Nhá, hay Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama, Đức Phật Mét Đĩ Giá, Đức Phật Các Cú Sanh Thát. Nhưng mà những cái Đức Phật Xích Khi, Đức Phật Quách Sắp Phu đó là những vị Phật tổ ở trước đó quý vị, trước đó. Như vậy thì trong 28 vị chánh biến tri đó, trong trước đó của Đức Bồ Tát mà chúng ta hay nghe đó, tiền thân của Ngài Bồ Tát Sumedha đó, ở Đức Phật Đi Băng Cá Rá được thọ ký, trải qua cái thời gian chư Phật tổ như vậy, để cuối cùng bây giờ Ngài thành một vị Phật tổ Gotama. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật thì Ngài nói rằng chỗ nào có đất nước lửa gió, thì chúng ta hiểu rằng đó là sắc tứ đại. Để có sắc tứ đại thì có sắc y đại sinh, như là thức sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc trạng thái, sắc ý vật mạng quyền vật thực hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Thì những sắc này đó thì từ trong sắc tứ đại sanh ra sắc y đại sinh. Nên thường thường chúng ta học những gì của Pháp đó, thì sắc Pháp đó, tính là sắc tứ đại. Sắc y đại sinh đó, thì từ trong sắc tứ đại mà sanh ra sắc y đại sinh. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng những cái vật thực chúng ta ăn đó, nó hình thành những cái noãn bào, cái tinh trùng của cha của mẹ. Rồi chúng ta là những chúng sanh trong thai sanh, hoặc là chúng sanh trong noãn sanh. Những chúng sanh đó sanh ra có sắc, hoặc là chúng sanh đó, sanh ra có những cái sắc nghiệp cũng đặc biệt, nhưng mà ở trong cảnh giới chư thiên phạm thiên. Rồi có những chúng sanh đó, quá sanh như là loài ngạ quỷ, có sắc rất là kinh khủng, có những cái sự đau khổ rất là ghê gớm, hay là chúng sanh trong địa ngục, có cái thân hình khổ trong địa ngục mà cũng có cái sắc đặc biệt, nhưng mà ở đó chịu sự đau đớn hành hạ trong đọa xứ. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử đó, khi mà chúng ta học và chúng ta biết được đối với tôn giả A Thí Phu, đệ tử của Đức Phật Xí Khi, đứng ở trên cõi phạm thiên làm cho cả ngàn thế giới rung động như vậy với cái âm thanh của Ngài, thì Đức Phật của chúng ta có Ngài ở nước Thái với thiên nhãn thần tịnh thấy được ngàn thế giới. Và đối với Ngài Mục Hiền Liên đó, Ngài lên thiên giới hay là xuống dưới khổ cảnh mà chúng ta gọi là thiên cung sự, ngã quỷ sự, những cái điều đó được các Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật tuyên thuyết lên do cái hạnh nghiệp của các chúng sanh. Và đối với chúng sanh đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta hữu duyên có lỗ tai mà chúng ta nghe được chánh pháp, và chúng ta gọi là nghe cao thượng đó. Rồi chúng ta có mắt mà chúng ta thấy Đức Phật đó, là thấy cao thượng. Ở trong cái sự thấy mà Đức Phật là có sáu pháp vô thượng đó, chúng ta có mắt để thấy Đức Phật, thấy tăng chúng, có tai để nghe cái chánh pháp, nghe được những cái lời giảng thuyết đặc biệt. Như vậy thì những cái điều đó được Đức Phật Ngài nói lên đó, đối với chúng sanh. Và chúng ta hiểu rằng đối với các cái cảnh giới thì cái sự tái sanh nó có sự khác biệt, cũng giống như là ông A Tư Đà Tiên coi tướng của Đức Bồ Tát rồi khóc rồi cười, cười vì
sẽ có một vị Phật tổ giáo hóa thế gian, khóc vì còn mấy bữa nữa mình chết, tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Thì vị đỉnh sứ không có gặp được bậc đạo sư, không có tạo được những cái thiện nghiệp như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật, ngài khi ngài chưa thành Phật đó, ngài cũng có học với đạo sĩ Úc Đát Cá, Ramabhata, Alara, Kalama, những vị đó đắc được thiền vô sở hữu xứ hay thiền phi vi tịnh xứ. Thì những cái cảnh giới, những cái thiện nghiệp thì chúng ta hiểu rằng cái thiện trong dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và những cái thiện đó có khả năng có cái quả của dục giới, sắc giới và vô sắc giới để làm việc tái tục vào kiếp tử cho mỗi kiếp sống của chúng sanh. Và những chúng sanh luân chuyển trong các cảnh giới đều là do cái hạnh nghiệp của họ. Với thiên nhãn thuần tịnh, Đức Phật ngài thấy như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì con điện thuyết cho ngài Hòa Thượng Giác Đẳng vì ngài bận cái việc Phật sự. Bây giờ thì con nghĩ rằng cái thời thuyết giảng của con đến đây cũng vừa với thời gian, chắc chắn cũng không hết được cái ý trong cái bài học hôm nay, nhưng với khả năng con trình bày như vậy. Bây giờ thì phước đồng phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chỉ đến quý vị xin hồi đến tất cả các bậc hữu ân, các ý chúng sanh mong cầu cái quả phước để được an lạc trong lâu dài. Bây giờ thì con kính lãnh lễ ngài Hòa Thượng Đề Siêu cũng như là Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Phật Tân, các vị an nghỉ với bài học hôm nay, và con kính lãnh lễ quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho bạn điều này. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng đã từ bi điều viết cho ngài Hòa Thượng Giác Đẳng ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con được biết là ngày hôm nay ngài Trì Siêu cũng rất là mệt và còn có thời đi dạy ngày mai, nên ngài đã rời rừng và Hòa Thượng Giác Đẳng thì cũng bận việc ở một nơi ngôi chùa khác, nên không thể vào đạo tràng trong lúc này. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng, và con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng với thể từ bi giảng tiếp, chia sẻ tiếp bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng rất là nhiều. Con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sạc Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thân nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay nói với cái đề tài nó là vượt thời gian, không gian. Ở đây có lẽ là một cái đề tài nói về cái tiến trình tu tập của một vị hành giả ở trong đạo Phật, trong Phật giáo. Chúng tôi xin được tiếp lời của Thượng Tọa Pháp Đăng đó, thì khi đó thì chúng ta biết rằng cái tiến trình mà tu tập tiến đến cái đạo lộ giải thoát thì nó trải qua rất là nhiều công phu. Ngày xưa đó quý vị, các vị tiền bối thì các ngài có vị thì nguyện trở thành chánh đẳng giác, có vị thì nguyện tu giải thoát thôi, miễn sao giải thoát là được rồi, có vị thì nguyện trở thành những cái bậc thinh văn. Nói đến cái nguyện như vậy đó thì phải nói rằng là nó cũng rất là nhiều cái
cái công phu tu tập đối với một cái vị tu ở trong Phật giáo. Bởi vì gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng cái tiến trình mà gọi là tu tập giới, định và tuệ để thanh lọc phiền não, thanh lọc nội tâm, nó cần phải trải qua. Để khi mà mình biết được cái nguyên nhân được gây nên cái sanh tử luân hồi, tạo nên cái đời sống sanh tử luân hồi này đó, đó chính là do cái phiền não mà ra. Cho nên trong Phật giáo nó khác với các cái tôn giáo khác là ở chỗ nó muốn được giải thoát là chỉ có cái gọi là thanh lọc phiền não mà thôi. Bởi vì phiền não là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi. Cho nên muốn được giải thoát là đoạn trừ cái phiền não thì sẽ được giải thoát. Chứ không phải như những cái tôn giáo khác là sự cầu nguyện, sự sinh, cầu sinh ở những cái ân sủng của đấng sáng tạo nào đó để được cứu rỗi, để được giúp đỡ, để được cho. Không, đối với đạo Phật thì chúng ta thấy rằng như các cái bậc thinh văn thì mình biết rằng các ngài dù là tu với cái thời gian nó cũng có cũng ngắn thôi, chỉ là 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp có nghĩa là với cái số mà mình có thể rằng hiểu rằng như một cái quả địa cầu được sinh lên rồi biến mất đi mà nó nhiều lần, 100.000 lần như vậy thì gọi là 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta biết rằng cái thời gian rất là dài. Rồi thời kỳ Đức Phật đấy thì chúng ta biết rằng các cái bậc thinh văn mà cùng ra đời để rồi đó là tu tập theo giáo pháp Đức Chánh Đẳng Chánh Giác của đời đời Phật Tổ Gotama đấy, thì có lẽ là trong nhiều kiếp rồi các ngài cũng đã từng tu tập rồi, cũng đã thực hành pháp độ ba la mật, cũng thực hành tất cả cái con đường giới định tuệ như một đạo lộ để hướng đến giải thoát đó. Cho nên là sau khi các ngài chỉ cần nghe pháp thôi thì các ngài đã chứng ngộ. Chứng ngộ. Cho nên có những vị thì chỉ chứng quả tu đầu quần rồi không chứng thêm nữa, hết kiếp đó lại tiếp tục tái sanh. Chúng ta nghe trong kinh nói rằng là một vị thánh tu đầu quần nó là gọi là vị thánh Thất Lai. Thất Lai có nghĩa là được tái sanh ở cảnh giới mà mình chúng ta được gọi là cảnh giới an vui đó. Bởi vì bậc thánh tu đầu quần thì không đọa vào bốn đường ác đạo nữa. Nhưng mà các vị đó cũng phải tái sanh ở trong các cái cảnh giới đó, cũng ít ra là 7 lần. 7 lần cứ mỗi một kiếp sanh ra, dù là thân nhân loại hay là thân của một vị thiên nào đó, nhưng mà cũng phải 7 lần như vậy thì các ngài mới tu tập được chứng trở thành vị A La Hán. Nhưng mà có vị đó thì cũng chứng quả nhị quả hoặc tam quả rồi cũng sanh ở các cái cảnh giới khác. Nhưng mà có vị thì cũng sau khi nghe thời pháp xong thì chứng quả vị A La Hán. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng về mặt pháp độ đó thì phải được viên mãn, phải được đầy đủ. Tức là chúng ta đọc ở trong kinh điển Bali thì chúng ta thấy rằng bậc các cái bậc giác ngộ đó thì phải thực hành trọn vẹn ở trong 10 cái độ ba la mật, tức là từ bố thí độ, trì giới độ, gia độ, trí tuệ độ, tinh tấn độ, kham nhẫn độ, chí nguyện độ, chân thật độ, tâm từ độ và hành xả độ đó. Thì phải nói rằng phải đầy đủ hết các cái pháp độ ba la mật đó thì sau đó mình mới có thể là chứng quả vị được. Cho nên trong kinh có nhiều khi chúng ta đọc ở cái phần giáo pháp đó, Akaliko Ehipasiko Obanajiko đó,
đến để mà thấy, đến để chứng ngộ và vượt thời gian đó. Chúng ta nghe giải thích như vậy thì phải nói rằng hiểu là như thế này: tâm đạo sanh khởi lúc nào thì tâm quả sanh khởi lúc ấy. Bởi vì cái sát na của tâm đạo, ví dụ như chúng ta thấy rằng bậc thánh tu đầu vườn đó, thì tâm sơ đạo sanh khởi lên, cái tâm trí đạo sơ đạo đó sanh khởi lên để thấy rõ của niết bàn và cắt đứt đi những cái phiền não, cắt đứt đi những phiền não. Và phiền não là cái chất liệu mà như chúng tôi đã nói đó, là chất liệu đưa đến cái đời sống luân hồi này. Chúng ta luân hồi ở cõi vui, chúng ta luân hồi ở trong cõi khổ thì cũng bắt nguồn từ ở tham ái, bắt nguồn từ ở cái vô minh, bắt nguồn từ ở cái sự chấp thủ mà ra. Cho nên do tham ái, do vô minh, do chấp thủ, cho nên là dẫn chúng ta, dắt dẫn chúng ta luân hồi kiếp này sang tới kiếp khác, đời này sang tới đời khác, triền miên như vậy. Cho nên bậc thánh tu đầu vườn khi mà tâm đạo sanh khởi lên thì cái sát na của tâm đạo gọi là tâm trí đạo đó, thì sơ đạo sanh khởi lên thì thấy rõ niết bàn và đứt phiền não ngay lúc đó. Sau đó là sau sát na của tâm đạo thì sát na của tâm quả, rồi vô số của sát na tâm quả sanh khởi lên, vị đó được gọi là bậc thánh sơ quả. Cho nên khi mà tâm đạo sanh khởi lên đó, thì cắt đứt ba cái phiền não là về thân kiến, tức là kiến chấp về ngã sở thân này đó, nó không còn. Hoài nghi, tức là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi cứ pháp hành, hoài nghi nhân quả luân hồi, đối với bậc thánh tu đầu vườn không có còn hoài nghi nữa. Bởi vì sao? Các ngài biết rõ được những điều đó, biết rõ những cái nguyên lý, biết rõ những cái sự hệ lụy ở trong đời sống luân hồi này nó ra sao, các ngài biết rõ, cho nên không có cái hoài nghi. Và ngay cả những cái pháp hành mà sai trái, những cái pháp hành đạo sai trái, tức là giới cấm thủ sai trái, các ngài không còn, không còn. Cho nên khi mà tâm đạo sanh khởi lên thì cắt đứt ba cái phiền não. Ngay lúc nào gọi là vượt thời gian thì ngay lúc nào chứng đạo thì ngay lúc đó là chứng quả. Chúng ta nói thì nó lâu, nhưng mà sát na thì nó mau lắm quý vị. Chỉ có một sát na của tâm đạo theo vi diệu pháp thì đó là một người. Người đó được gọi là người đạo, hay là người cụ thể hơn đó là người sơ đạo. Chúng ta đang nói cái người sơ quả. Cho nên chúng ta nói là trong kinh thường thường mình tụng tăng là gì? Tăng nếu đếm đôi thì có bốn, nếu đếm chiếc thì có tám. Hay gọi là tướng sông bát bối. Sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Nếu đếm đôi thì có bốn, nếu đếm chiếc thì có tám. Như vậy thì ở đây có thể nói rằng là chứng đạo lúc nào thì tâm quả sanh lúc đấy, và không có cái thời gian để chờ đợi. Và cũng không nói là cái không gian ở đâu, bất cứ ở nơi nào. Chúng ta biết rằng ngoại trừ những cảnh giới khổ thôi, cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la, ngoại trừ những cái cõi vô tưởng thôi, cõi vô tưởng thôi, thì không có các bậc thánh, không có các bậc thánh. Vì cõi vô tưởng chỉ là phàm tâm nhân mà thôi, chứng thiền rồi sanh vô đó. Còn cõi khổ thì không có bậc thánh ở trong đó. Bởi vì cõi khổ là chịu cái quả của ác nghiệp đã tạo, cho nên phải lãnh lấy cái quả của ác nghiệp, chứ làm sao mà có bậc thánh ở trong đó. Cho nên cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, những cảnh giới đó không có các bậc thánh chứng quả, chứng đạo ở trong đó đâu. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại trong 31 cõi, thì bốn cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la, và cõi vô tưởng thì không có bậc thánh.
còn lại là đều có bậc thánh. Chúng ta nói chung là bậc thánh, các bậc thánh, từ bậc thánh Tu Đà Vờn cho đến là bậc thánh A La Hán ở các cái cảnh giới đó. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta thấy rằng nói rằng chứng đạo lúc nào thì chứng quả lúc ấy là vượt thời gian, còn không gian thì không có giới hạn, các cái cảnh giới đó đều có các bậc thánh. Ngoại trừ như chúng tôi đã nói là ngoại trừ cõi vô tưởng thì chỉ có những người phàm tam nhân chứng thiện rồi nguyện ở cõi vô tưởng, rồi bốn cõi khổ thì chúng sanh ở cõi khổ thì chịu ác nghiệp, cho nên là không bao giờ có bậc thánh ở trong đó. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì chứng đạo lúc nào thì chứng quả lúc đó, chứng đạo lúc nào thì chứng quả lúc đó. Một vị mà thánh đạo, một vị thánh quả đó, một vị vị thánh tinh văn đó, thì phải nói rằng là nhờ học hỏi, nhờ vâng theo, học hỏi và hành trì theo cái lời dạy của đấng chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật Tổ Gotama mà chúng ta thường được biết, đó là hay là gọi là Phật Thích Ca, hay là vị mà giáo chủ của Phật giáo mà chúng ta thường được biết. Bởi vì vị đó phải được thụ huấn, vị đó phải được thụ huấn từ nơi đấng chánh đẳng chánh giác. Bậc thinh văn là được khai thị bởi đấng chánh đẳng chánh giác chứ không tự ngộ được. Chư Phật độc giác hoặc là Đức Phật toàn giác thì các ngài là tự ngộ, tự giác ngộ, nhưng mà chư vị thinh văn thì phải được Đức Phật chánh đẳng chánh giác khai thị mới chứng ngộ được. Vì vậy cho nên là khi nói đến cái việc mà thành tựu thánh đạo thánh quả là một trong những cái quả vị rất là cao quý. Cao quý ở chỗ đó là cao quý ở chỗ đó là dù chúng ta có một cái địa vị của tứ đại thiên vương hay là phạm thiên vua trữ thích, hay là bất cứ một vị thiên nào, hay là những cái vị có cái địa vị ở trong gọi là chuyển luân thánh vương ấy, thì nó cũng không cao quý bằng quả vị thánh. Là vì sao? Bởi vì quả vị thánh, đặc biệt là quả vị A La Hán thì hoàn toàn giải thoát, cho nên rất là cao quý, một trong ba cái ngôi quý đó. Cho nên là nếu như một người mà còn luân hồi, có nghĩa là còn khổ đau, mà bậc thánh A La Hán thì các ngài không còn luân hồi, cho nên không còn có khổ đau. Nếu nói là cái châu báu quý nhất trên cuộc đời này đó là Phật Pháp Tăng, mà chúng ta thường được biết đó là ba ngôi báu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đến với Phật Pháp này đó là đến bằng với cái sự hiểu biết. Đến với Phật Pháp này bằng cái niềm tin, đến với Phật Pháp này là bằng cái sự giải thoát, bằng cái sự giải thoát. Mà muốn được giải thoát đó, là phải có niềm tin, rồi phải có cái sự thực nghiệm. Thực nghiệm tức là thực hành, chiêm nghiệm cái lời dạy của Phật, thực hành và chiêm nghiệm. Mà thực hành đó là gì? Thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ viên mãn. Được biết đó là bậc thánh Tu Đà Vờn xem như là bậc mà viên mãn về giới. Bậc thánh A Na Hàm tức là bậc thánh tam quả được xem như là viên mãn về định, và bậc thánh A La Hán là viên mãn về tuệ. Ba cái bậc thánh đó, chúng ta không nói đến cái bậc thánh thứ nhì, bởi vì bậc thánh thứ nhì là giai đoạn của bậc thánh giữa bậc thánh thứ nhất và bậc thánh thứ ba mà ra, cho nên không nói giai đoạn của bậc thánh thứ nhì. Mà ở đây đó là trong ba cái gọi là giới định tuệ, hay cái con đường vô tam vô lậu học, tức là giới định tuệ mà bậc thánh đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não để đạt được cái chứng nghiệm sự giải thoát
của quả vị thánh nhân đó, thì phải nói nó là giới, định và tuệ. Thì điều này đó có thể nói rằng là chính sau khi chứng quả vị A-la-hán thì vị đó không còn có luân hồi khổ đau nữa. Vì vậy được gọi là bậc thánh, hay là tăng bảo, là ngôi báo, là như vậy. Ngôi báo là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng tu ở trong Phật giáo thì cần trải qua với cái thời gian rất là nhiều, rất là nhiều với cái công phu tu tập. Ngày nay đó, có những người thì có những vị đó, có những người đó, mình lập ra những cái pháp môn này hoặc pháp môn kia, cho cái pháp môn này là cao quý hơn, cho cái pháp môn này là rốt ráo hơn, cho cái pháp môn này là nhanh chóng hơn. Thì xin thưa quý vị, đó là chúng ta nói thôi. Chúng ta tu cách gì thì tu, nhưng cũng không ngoài tu tập giới, định và tuệ. Nếu chúng ta loại bỏ giới, định, tuệ ra đó, thì không thể nào chúng ta đạt được cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn được. Bởi đó là cái con đường mà gọi là con đường cổ xưa mà chư Phật đã đi qua. Chư Phật đi qua. Thì chúng ta hiểu ở đây chư Phật ở đây là gồm có độc giác, thinh văn giác và toàn giác. Chứ không phải là chỉ có chư Phật toàn giác không đâu. Mà chữ giác ở đây chúng ta gọi là Phật. Đường đó của chư Phật đi qua. Con đường của chư Phật đi qua là như vậy. Như vậy thì một người mà tu tập đó, là đến một lúc nào đó thì chúng ta mới có thể chứng ngộ để trở thành một bậc an lạc, trở thành một cái bậc hoàn toàn giải thoát, đoạn trừ được các lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu bằng cái con đường giới, định và tuệ. Thì đó chính là con đường mà chư Phật đã giáo truyền. Chư vị tinh văn cũng y theo cứ theo đó để thực hành. Nói thì nói như vậy đó, nhưng mà để mà thực nghiệm về cái con đường đó, thực nghiệm về đạo lộ đó, không phải là dễ, không phải là dễ. Mà chúng ta cần phải gọi là liên tục và liên tục trong cái sự tiệm tiến của chính mình, tức là nhanh hay là chậm là do mình. Và ngày nào đó mình hành trì mà cái phiền não được loại trừ ít, loại trừ nhiều, loại trừ hoàn toàn, loại trừ ít thì chúng ta được giải thoát ít, loại trừ nhiều thì chúng ta được giải thoát nhiều, loại trừ hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của phiền não, giải thoát khỏi cái sự hiện hữu của ngũ uẩn bắt nguồn từ ở cái sanh già bệnh chết này mà ra. Cho nên là chúng ta hiểu được cái điều này đó. Rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu tập của mình. Ở đây thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái tiếp lời của Thượng tọa Pháp Đăng về cái bài học hôm nay, trong cái gọi là vượt thời gian, vượt không gian, tức là nói đến cái đạo lộ tu tập của một cái bậc thánh, các cái bậc thánh trải qua như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Bây giờ không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có trước mặt, có trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng có trước máy, thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ trả lời nói về lời để đúc kết cho cái bài học hôm nay. Quý vị còn nghe không ạ? Không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có không? Cảm ơn Thượng tọa Pháp Đăng.
Bây giờ chỉ còn lại có 2 phút thôi. Thì bài hôm nay đó thì nói về một cái sự kiện đặc biệt của một vị Phật tổ, Đức Phật Xích Khi, có một vị đệ tử là Akiku, và vị này lại rống tiếng rống của mình trước mặt bậc đạo sư Đức Phật Xích Khi và nói lên cả ngàn thế giới như vậy. Thì đây cũng là một cái việc mà chúng ta thấy ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật Gautama. Thì trước mặt Đức Phật là tôn giả Sariputta, ngài cũng thuyết và Đức Phật cũng tán thán. Đó muốn nói lên một ý nghĩa gì? Ý nghĩa sự thật. Cái sự thật đó đã học hiểu, đã chứng ngộ thì đó vẫn tuyên thuyết với cái năng lực của mình. Và cái điều này nó cũng là một cái truyền thống tăng bảo, vì chư tăng đó, thường là thuyết giảng lại những cái lời dạy của Đức Phật chánh đẳng chánh giác để làm cho chánh pháp này được lan tỏa. Cũng như là lúc mà 61 vị thánh thì Đức Phật ngài tuyên bố mỗi người đi một đường vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Hai người không cùng đi chung, có nghĩa là một người đi một đường để truyền trao cái đạo pháp vô thường để chúng sanh giải thoát khỏi sự khổ đau này. Thì đó là cái lời tuyên ngôn của Đức Phật, và đây là cái điều chứng minh cho cái chánh pháp vi diệu mà Đức Phật ngài đã nói lên cũng như truyền thống của chư Phật ba đời. Thì bài học hôm nay chúng tôi xin có vài lời để đúc kết cho ý nghĩa của bài học hôm nay. Giờ mời chư đứng lên tri ân chư tôn đức tăng là chúng ta hoàn ngạc bế mạc của học hôm nay là một cái thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Thành đã từ bi điều khiết cho ngày hôm nay cho quý ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Sa thú sa thú lành thai, con tu nữ như pháp. Nhà con xin sám hối với đạo tràng. Sa thú lành thai, con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tu trì, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với ớt điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân nguyên ngài như pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã như pháp biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành
giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường hiện nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phương hòa vị nhân thank you.